Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 241, kịch hay mở màn. Đã xử lý tất cả, đều là đám người khốn cùng, dù sao thì cũng phải gánh chịu cho bọn họ chút thuốc men, tôi xem như đại phát tử bi, giữ lại dưỡng bệnh. Dù thế nào thì tôi cũng phải cố gắng làm cho con đường thăng quan của Bí thư Hàn không gặp tình huống ngột ngạt chứ phải không? Trần Lưu Căn vừa nói vừa đẩy bài trong tay ra. Trần Lưu Căn có ý nghĩ thế nào thì Hàn Tác Hưng hiểu rõ, trong mắt hắn chợt lóe lên ánh sáng, hắn cười ha hả nói. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, làm một thương nhân thì anh cần chủ động gánh chịu trách nhiệm xã hội, cần phải hướng về điểm này, xem như hai chữ thương gia cũng hoàn toàn xứng đáng. Không phải tất cả mọi người đều được như vậy, ngoài kiếm tiền còn biết đảm đương nhiệm vụ xã hội, giám đốc Trần, anh thật sự là một thương nhân nhân nghĩa. Còn cần Bí thư Hàn giúp đỡ nhiều hơn, nếu không có sự quan tâm giúp đỡ của Bí thư Hàn, tôi cũng không thể đi đến bước này. Trần Lưu Căn nói rồi cười lên ha hả. Trần Lưu Căn cười và Hàn Tác Hưng cũng cười theo, Quách An Quyên và Lý Đông Nhạc cùng đánh bài cũng nở nụ cười. Lý Đông Nhạc vừa cười vừa cầm lấy một trái nho trên dĩa đặt bên cạnh bỏ vào miệng nói. Nếu nói ra thì trong quan trường tôi phục nhất là Bí thư Hàn, nhưng nếu nói trên phương diện kinh doanh, tôi lại bội phục nhất là Giám đốc Trần. Bí thư Hàn, anh có biết tên Vương Tử Quân ở huyện Lô Bắc dám gây phiền cho Giám đốc Trần không? Hàn Tác Hưng gật đầu nói. Vương Tử Quân này không đơn giản, chuyện này xử lý ra sao rồi? Hàn Tác Hưng cũng có chút hiểu biết về Vương Tử Quân, biết rõ người thanh niên kia không dễ dây vào. Khi Vương Tử Quân gọi điện thoại đến cho huyện Lô Nam, chính hắn phân phó Lý Đông Nhạc và Trần Lưu Căn đến trao đổi với Vương Tử Quân. Đã xử lý tốt, tên họ Vương kia đúng là không biết xấu hổ, Giám đốc Trần tìm người trên báo pháp chế cho ra hai bản tin, bây giờ đối phương còn không thể lau mông mình sạch sẽ, còn có năng lực can thiệp vào huyện Lô Nam chúng ta. Lý Đông Nhạc vừa nói vừa dùng ánh mắt tràn đầy nịnh nọt nhìn Trần Lưu Căn. Vẻ mặt Hàn Tác Hưng chợt trở nên âm trầm, hắn cầm bài trong tay mà do dự một lúc lâu không đánh ra. Lý Đông Nhạc và Trần Lưu Căn thấy bộ dạng từ chối cho ý kiến của Hàn Tác Hưng thì cũng dừng lại động tác đánh bài. Lưu Căn, anh thật sự quá lỗ mãng. Hàn Tác Hưng nhìn Trần Lưu Căn rồi dùng giọng bất mãn nói. Trần Lưu Căn biết rõ người trà trộn vào quan trường thường sẽ khó tranh khỏi nhiều cố kỵ, Đảng Cộng sản khó thể nào ném ra hai đồng tiền nếu không suy xét chu đáo. Tuy hắn không cho là đúng nhưng vẻ mặt lại tỏ ra không chút sợ hãi nói. Bí thư Hàn. Tôi biết anh sẽ phê bình tôi chọc vào tổ ong vỏ vẽ, nhưng anh không biết đấy thôi, tên họ Vương kia ép người quá đáng, mềm không ăn, chỉ có thể cho đối phương biết thế nào là mạnh bạo. Nếu hắn không làm việc cắt đứt hết tất cả dư âm đường về, tôi nào phải dùng thủ đoạn này. Hàn Tác Hưng trầm mặc một lúc lâu rồi dùng giọng âm trầm nói. Anh biết được bao nhiêu phần về Vương Tử Quân? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trần Lưu Căn lúc này tuy không sợ Hàn Tác Hưng nhưng vẫn biểu hiện rất tôn kính. Bí thư Hàn, không phải chỉ là một vị cán bộ xuống tạm giữ chức sao? Có gì mà đặc biệt hơn người? Cần gì anh phải bất bình? Quách An Quyên thấy vẻ mặt xấu hổ của Trần Lưu Căn không biết đáp lại thế nào thì khẽ dựa người về phía Hàn Tác Hưng, vì thế mà bộ ngực no đủ dán sát lên cánh tay của Bí thư Hàn. Hàn Tác Hưng bị Quách An Quyên trêu chọc làm bùng lên cảm giác vui vẻ, hắn ôm lấy nàng, kéo nàng vào trong lòng. Cơ thể nàng đúng là nóng như than. Hắn dùng một tay vuốt mạt trược, một tay dò xét các địa phương trên người nàng, trong lòng rất vui vẻ, cảm giác căng cứng cũng dần biến mất. Hừ, nếu không người ta sẽ không nói anh ếch ngồi đáy giếng, cán bộ tạm giữ chức cũng không phải dễ dàng tùy tiện nắn bóp. Cậu biết Chủ tịch Hoàng vì sao rơi đài không? Chuyện này thể hiện thì rõ ràng là không liên quan đến Vương Tử Quân, nhưng tôi nói rõ rồi là không nên chọc vào hắn, nên dùng tất cả thủ đoạn để cảm hóa hắn. Cảm hóa mà không phải dùng thủ đoạn ép nhau, nếu hắn bị ép thì sao? Thỏ bị ép còn cắn người, huống hồ đối phương lại là một con sói hung ác. Hàn Tác Hưng bức bối nói. Bí thư Hàn, anh không cần lo lắng, giám đốc Trần cũng không tự mình ra tay. Hơn nữa cho dù Vương Tử Quân có hậu trường, hắn cũng phải làm theo quy củ chứ. Những năm trước không phải cũng có người có hậu trường xuống huyện chúng ta sao? Cuối cùng thì thế nào? Không phải cũng bị đẩy đi à? Lý Đông Nhạc chợt lên tiếng, hắn vừa đứng lên rót trà cho lãnh đạo vừa cố gắng an ủi. Hàn Tác Hưng cũng không nói thêm điều gì, hắn không chỉ biết rõ những lời của Lý Đông Nhạc, hơn nữa năm xưa hắn còn tham dự vào tình huống kia. Làm quan khó thể lên được cấp phó huyện, đã như vậy thì có ai không có hậu trường. Ngày bình thường bọn họ là nước giếng không phạm nước sông, không can thiệp vào việc riêng của nhau,
nhưng nếu đã động vào lợi ích thiết thân của bọn họ, như vậy tình huống sẽ là anh sống tôi chết, cũng không quan tâm nhiều. Những năm nay Trần Lưu Căn kinh doanh phát đạt, tất nhiên sẽ là người giỏi nhìn mặt nói chuyện. Lúc này hắn thấy vẻ mặt Hàn Tác Hưng đã khá hơn, thế cho nên vội vàng nói ra những hành vi mờ ám của mình hai ngày qua, ngay cả chuyện mời được Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy ra tay cũng không giấu giếm. Quách An Quyên đứng sau lưng Hàn Tác Hưng, nàng khẽ đấm vai cho bí thư Hàn, điều này làm cho Hàn Tác Hưng thoải mái duỗi lưng, một lúc sau mới khẽ cười mắng. Anh đúng là, tôi thật sự xem thường anh, làm việc cần phải chú ý nhiều hơn. Nhưng lần này nếu đã đắc tội thì phải chịu. Trần Lưu Căn gật đầu cười nói. Đó là tất nhiên, cần nhổ cỏ tận gốc, đỡ một ngày nào đó hắn quay lại cắn chúng ta, hậu hoạn là vô cùng. Bí thư Hàn cứ yên tâm, vị lãnh đạo trong tỉnh đã nói rõ ràng, sẽ sắp mở hội nghị công tác tư pháp ở huyện Lô Bắc, tôi tin lần này các vị lãnh đạo huyện Lô Bắc sẽ có được danh tiếng lớn. Hàn Tác Hưng khẽ gật đầu mà không nói thêm điều gì, chỉ lặng lặng chơi mặt trược, hắn thấy sự việc này coi như đã xong. Cốc, cốc, cốc. Những tiếng gõ cửa vội vàng vang lên, Hàn Tác Hưng nghe thấy tiếng gõ cửa mà gương mặt trầm xuống. Trong đám lãnh đạo huyện Lô Nam thì có rất nhiều người biết rõ quy củ của bí thư Hàn, ngoài gái và mặt trược thì bí thư không còn ham mê gì khác, không những thích giải trí một chút cho vui, nếu hắn đã lên đến tầng cao nhất của nhà khách, như vậy cũng đừng hòng có ai dám quấy rầy. Lý Đông Nhạc đưa mắt nhìn Hàn Tác Hưng, sau đó khẽ phất tay với nhân viên phục vụ đứng cách đó không xa, tỏ ý cho nhân viên phục vụ ra đuổi người đi. Nhưng còn chưa đợi nữ nhân viên phục vụ đi ra, cửa đã bị người ta mở ra. Nhị Xuân Tử, cậu cút ra ngoài cho tôi. Trần Lưu Căn thấy người đi vào thì cơ mặt chợt co rút, hắn quát lớn với người vừa vào, đồng thời bàn tay còn vung lên. Nhị Luân Tử chính là một tên đàn ông hơn 30 tuổi vừa xông vào, lúc này gương mặt hắn cực kỳ bối rối, hắn nghe thấy tiếng la mắng giận dữ của Trần Lưu Căn, thế nhưng hắn ngược lại còn không đi ra mà la lớn. Giám đốc Trần, không ổn, có công an, bọn họ vây quanh mỏ của chúng ta. Trần Lưu Căn còn định đứng lên cho tên khốn vừa đi vào một tát, thế nhưng bây giờ nghe thấy tin tức phát ra từ miệng của đối phương thì chợt giật mình hoảng sợ, mỏ chính là mệnh căn của mình. Chương 242, kết thúc công việc một cách đặc sắc. Trần Lưu Căn nghe được tin tức mỏ nhà mình bị tịch thu thì lúc đầu có vẻ giật mình líu lưỡi, nhưng ngay sau đó hắn đã tỉnh táo trở lại. Những nơi khác hắn không dám nói, nhưng ở trên mặt đất huyện Lô Nam mà cột sống của hắn lại bị người ta nắm bắt trong lòng bàn tay. Chẳng lẽ là vị cục trưởng cục công an không nghe lời Trần Lưu Căn? Không cần nói nữa. Trần Lưu Căn tùy tiện vung tay lên, sau đó hắn mỉm cười nhìn về phía Hàn Tác Hưng. Cũng không biết tôi đắc tội với cục trưởng Mao ở chỗ nào, mà anh ấy lại huy động nhân lực như vậy. Bí thư Hàn, anh có rảnh thì gõ đầu anh ấy giùm tôi một chút. Hàn Tác Hưng cũng rất căm tức, Mao Phú Hải ơi là Mao Phú Hải, không phải tháng trước chỉ chậm chạp chi trả tiền công tác cho cục công an có vài ngày thôi sao? Mới đó đã thiếu kiên nhẫn rồi, anh thiếu tiền thì cứ nói với Trần Lưu Căn một tiếng, hắn sẽ tài trợ cho một khoản lớn, còn cần phải động can qua vây quanh mỏ vậy sao? Con bà nó kiểm tra mỏ theo thông lệ như vậy sẽ tăng thể diện sao? Rõ ràng là con sao sao mà cứ muốn đưa khối trinh tiết lên bàn thờ, Hàn Tác Hưng ta ghét nhất chính là loại hành động treo đầu dê bán thịt chó thế này. Nhưng lúc này Hàn Tác Hưng cũng không tỏ thái độ, chỉ khẽ gật đầu với Lý Đông Nhạc. Sau đó cầm lấy điện thoại trong tay của Lý Đông Nhạc gọi điện thoại cho Mao Phú Hải. Nhị Luân Tử nhìn thấy vẻ mặt các đại nhân vật không chút biến đổi, trên mặt cũng lộ ra vẻ sốt ruột, trong lòng thầm suy nghĩ, sau đó cố gắng cắn răng lớn tiếng nói với Trần Lưu Căn. Giám đốc, đó là, không phải là cục trưởng Mao ra tay, là người của cục công an huyện Lô Bắc. Cục công an huyện Lô Bắc, sáu chữ này vừa ra khỏi miệng Nhị Luân Tử thì dù là vẻ mặt của Lý Đông Nhạc hay Hàn Tác Hưng đều biến đổi. Ngay cả Trần Lưu Căn đang chậm rãi hút thuốc cũng ngồi không yên. Trong mỏ có cái gì thì hắn hiểu rất rõ, nếu thứ bên trong bị người ta lấy ra, như vậy thì cột sống của Trần Lưu Căn sẽ nằm trong tay kình địch. Bốp! Hàn Tác Hưng đập mạnh những khối mặt trược bằng ngọc trong tay xuống mặt bàn, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Đông Nhạc, sau đó tức giận quát lớn. Cục công an huyện Lô Bắc chạy đến huyện Lô Nam bắt người, chúng ta lại không biết, Hầu Thiên Đông muốn làm gì. Tay hắn đã quá dài rồi. Lý Đông Nhạc bên kia cũng đã nhận lấy điện thoại và gọi cho cục trưởng cục công an Mao Phú Hải, lúc này thấy Hàn Tác Hưng đang nổi nóng, thế là đưa điện thoại cho Hàn Tác Hưng. Hàn Tác Hưng nhận lấy điện thoại, hắn dùng giọng lạnh lẽo phân phó. Anh đi xem có chuyện gì xảy ra, địa bàn của huyện Lô Nam chúng ta không thể cho người của huyện Lô Bắc đến dương oai tác quái.
Hàn Tác Hưng là bí thư huyện ủy huyện Lô Nam, tác phong của hắn cực kỳ cường thế, hắn gọi một cuộc điện thoại như vậy chính là cho người của Cục Công an huyện Lô Nam chống lại người của Cục Công an huyện Lô Bắc. Trần Lưu Căn nghe thấy Hàn Tác Hưng sắp xếp như vậy mới chậm rãi bình tĩnh trong cảm giác run rẩy, hắn khẽ gật đầu với Quách An Quyên, sau đó cười nói. Bí thư Hàn, xảy ra chuyện lớn thế này thì tôi phải đi xem thế nào, tôi xin ghi khắc trong lòng sự giúp đỡ của anh với tập đoàn Chính Viễn. Trần Lưu Căn nói ra những câu như vậy rất nặng nề, những người hiểu hắn cũng biết câu nói khắc ghi trong lòng sẽ không đơn giản như vậy, đó chính là một thứ dùng hành động để bày tỏ. Hàn Tác Hưng đã sớm quen với loại cảm tạ như vậy, lúc này hắn khoát tay, tỏ ý Trần Lưu Căn đi nhanh lên. Chính hắn cũng đứng lên, Quách An Quyên ở sau lưng thấy thế thì tranh thủ thời gian xe dịch ghế salon, hai cánh tay non nâng cánh tay của bí thư Hàn Tác Hưng. Đông Nhạc, anh cùng đi với giám đốc Trần, sắp xếp xong xuôi sự việc cho tôi. Khi đi ra khỏi phòng thì Hàn Tác Hưng dùng giọng thản nhiên nói. Lý Đông Nhạc lúc này đang có chút do dự. Hắn nghe thấy Hàn Tác Hưng phân phó như vậy thì vẻ mặt chợt đỏ ửng, hắn khẽ cung kính nói một tiếng với bí thư Hàn, sau đó nhanh chóng cùng nhóm Trần Lưu Căn đi xuống lầu. Nếu nói về tốc độ của Cục Công an huyện Lô Nam thì chỉ có thể dùng một câu thật sự khó tưởng mà thôi, khi hai người xuống lầu thì một chiếc xe cảnh sát đã từ xa chạy đến như bay, còn không đợi hai người Trần Lưu Căn lên xe riêng thì một vị công an thân hình cao lớn đã bước xuống xe. Cục trưởng Mao, bí thư Hàn đang nghỉ ngơi, anh dẫn người của mình đi là được. Lý Đông Nhạc nhìn thấy công an đến thì lớn tiếng phân phó. Trần Lưu Căn thấy người đến thì nở nụ cười thêm tươi tắn hơn vài phần, có người của Cục Công an ra mặt, như vậy dù huyện Lô Bắc có năng lực thế nào thì cũng chỉ có thể cuốn gói rời khỏi mỏ của Trần Lưu Căn. Dù thế nào thì phạm vi quản hạt của nó còn chưa đến lượt người của huyện Lô Bắc nhúng tay vào. Mao Phú Hải tuy cơ thể cao lớn thô kệch nhưng lại là người cực kỳ thông minh, hắn vừa nghe lời của Lý Đông Nhạc thì hiểu ngay có ý gì. Hắn khẽ gật đầu với Lý Đông Nhạc, sau đó cười nói với Trần Lưu Căn. Giám đốc Trần, nếu đã có lời phân phó của bí thư Hàn, anh em tôi hôm nay sẽ nghe lời anh. Trần Lưu Căn cười ha hả nói. Anh Mao, đó là nói cho anh nghe, tôi cũng không dám nhận, hôm nay tiểu đệ có thể bình an vượt qua kiểm tra hay không, cần phải nhìn vào bổn sự của anh Mao, kính xin anh Mao thấy anh em kiếm cơm không dễ dàng, cần giúp đỡ anh em vượt qua giai đoạn khó khăn này. Anh Trần. Anh cũng không cần khách khí như vậy, ngồi xe của tôi đi, hai ta có thời gian nói vài câu. Vợ tôi nói anh đã lâu chưa đến nhà, nên đến để cho anh em làm sâu sắc thêm tình cảm của mình. Mao Phú Hải vừa nói vừa mở cửa xe cảnh sát rồi mời Trần Lưu Căn lên xe. Trần Lưu Căn đây chính là một người với cấp bậc thành tinh, tất nhiên hắn biết rõ ý nghĩa của Mao Phú Hải, trong lòng thầm mắng, mỗi khi đến Tết ông đều đưa cho ngươi 100 ngàn, bây giờ vợ anh nói tôi lâu rồi chưa đến nhà. Không phải là lại muốn tiền nữa sao? Vợ anh đúng là một cái túi không đáy, nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, tuy trong lòng có chút phản cảm nhưng chút tiền như vậy cũng không đáng là gì với Trần Lưu Căn. Trần Lưu Căn mỉm cười với Mao Phú Hải, sau đó hắn leo lên xe cảnh sát, trong miệng nói lời trêu chọc. Anh Mao, tôi nói ra anh cũng đừng trách, nói thật thì tôi cũng muốn đến nhà anh, nhưng chỉ sợ anh ghen, nếu anh Mao đã nói như vậy, sau này cũng đừng trách tôi đến nhà anh nhiều lần. Mao Phú Hải cười ha hả, hắn vỗ vai của Trần Lưu Căn nói. Cậu đúng là có bản lĩnh rất cao, vợ tôi là cọp mẹ ở nhà, thấy mặt cậu thì mặt mày hớn hở. Mao Phú Hải nói xong thì phất tay cho tài xế chạy đi. Anh Mao, chỉ có vài người chúng ta đi thôi sao? Nghe nói người của huyện Lô Bắc đến đây rất đông. Trần Lưu Căn nhìn thấy chỉ có một chiếc xe cảnh sát đi theo phía sau, thế là không khỏi khẽ lên tiếng hỏi. Mao Phú Hải vung tay lên. Không phải chỉ là vài tên huyện Lô Bắc không có mắt đến huyện Lô Nam chúng ta bắt người sao? Bọn họ vung tay quá chán, cậu cũng không cần lo lắng, tôi đã ra tay thì xong ngay, tôi đến nói bọn họ quay về là được. Xe cảnh sát mở còi chạy đi như bay, chỉ sau một lát thì đã đi đến gần mỏ than Chính Tân nằm ở gần huyện thành. Lúc này mỏ than đang bị cảnh sát giới nghiêm, xe của Mao Phú Hải còn chưa xông vào cổng lớn của mỏ than thì đã bị hai gã cảnh sát trẻ tuổi chặn xe lại. Mao Phú Hải nhìn hai tên cảnh sát trẻ tuổi chặn xe của mình mà không khỏi nổi giận, hắn vốn đã nổi nóng vì đám cảnh sát huyện Lô Bắc dám chạy đến huyện Lô Nam là địa bàn của mình để làm loạn, bây giờ thấy hai tên cảnh sát kia không nói nhiều lời mà chặn xe của mình, hắn lập tức mở cửa từ bên trong chui ra rồi lớn tiếng nói. Con bà nó, các người từ đâu chạy đến đây, dám chặn xe của tôi ở huyện Lô Nam này sao, mau cút đi cho tôi.
Hai tên cảnh sát kia tuy trẻ tuổi nhưng thấy chiếc xe mà Mao Phú Hải ngồi cũng biết đây là kẻ không dễ chọc vào, nhưng nghĩ đến mệnh lệnh của cục trưởng, hắn không biết nên trả lời sao cho phải. Đúng lúc hai tên cảnh sát đang luống cuống chân tay thì Đỗ Tiểu Trình từ bên trong đi ra, nàng vừa thấy xe cảnh sát của Mao Phú Hải thì lạnh lùng nói. Huyện Lô Bắc phá án, nhân viên không liên quan đứng ngoài chờ. Nhân viên không liên quan, chính mình đường đường là cục trưởng cục công an, sao lại thành nhân viên không liên quan? Mao Phú Hải nhìn nữ cảnh sát xinh đẹp uyển chuyển trước mắt, vẻ mặt đối phương cũng lạnh như băng, thế là càng thêm tức giận. Con bà nó, nhà đầu chết tiệt, đã mọc đủ lông tóc chưa mà dám chặn xe của ông? Ông nói cho mà biết, khi ông vào làm cảnh sát thì cô còn đang mặc quần yếm chạy ngoài đường. Rõ ràng là lời nói của Mao Phú Hải rất quá đáng đối với một người là phụ nữ, thế là vẻ mặt Đỗ Tiểu Trình chợt biến đổi, nàng nhìn chằm chằm vào Mao Phú Hải, chợt vung tay với hai tên cảnh sát. Người này không rõ lai lịch, nếu như muốn xâm nhập khu vực giới nghiêm của chúng ta, cứ dựa theo chỉ thị của cấp trên, nhanh chóng chế phục. Vâng, trong đội cảnh sát hình sự của huyện Lô Bắc thì có tới 89 phần 10 đám cảnh sát nam chưa lập gia đình coi Đỗ Tiểu Trình tài mạo song toàn này làm tình nhân trong mộng. Bọn họ ảo tưởng sẽ có một ngày cùng người đẹp bước trên thảm đỏ. Nếu được làm rể hiền của phó chủ tịch thường vụ huyện Lô Bắc, không phải là được đi trên con đường làm quan rộng thênh thang sao? Vì thế mà bọn họ thật sự rất nghe lời nàng. Khi Mao Phú Hải chạy đến thì tùy tiện chửi bới ầm ĩ, trong lòng đã sớm căm phẫn, bây giờ nghe thấy lời sắp xếp của Đỗ Tiểu Trình thì càng nổi giận, thế là lại muốn xông vào. Hai viên cảnh sát cũng nổi giận, tên kia dám sỉ nhục nữ thần trong lòng mình, thế là máu nóng dồn lên đầu. Cả hai nghe được lời phân phó của Đỗ Tiểu Trình, cũng không quan tâm đối phương có thân phận gì, nếu dám tiến lên thì bọn họ sẽ dám ra tay. Dám ra tay với tôi sao? Đúng là nha đầu không biết nông cạn, tưởng rằng mình là đại nhân vật à? Nếu muốn xem mình là người, thì cần phải xem trong đũng quần của mình có thứ gì. Mao Phú Hải thấy có người dám làm khó mình trong phạm vi của mình, thế là hắn giận tím mặt, hắn vung tay lên chuẩn bị xông về phía trước. Ra tay! Đỗ Tiểu Trình lúc này cũng đỏ mặt lên, nàng không chờ hai tên cảnh sát nam ra tay mà chủ động cầm lấy một chai nước, trực tiếp đập về phía Mao Phú Hải. Vụt! Một mớ khói bùng lên, ngay sau đó đã bao trùm Mao Phú Hải, lúc đầu Mao Phú Hải còn không xem nó ra gì, đợi đến khi sương phun đến mặt thì hắn chợt cảm thấy hai mắt của mình không mở ra được, một cảm giác bỏng rát chợt bùng lên. Cục trưởng Mao, anh làm sao vậy? Tên tài xế và đám nhân viên theo sau đã chạy đến bên cạnh Mao Phú Hải, thấy hai mắt Mao Phú Hải sưng đỏ thì ào ào xông đến. Mao Phú Hải là cục trưởng cục công an, hắn biết mình bị đối phó bằng loại nước ớt cay, thế là hắn vừa bụng mắt vừa dùng giọng căm tức phân phó. Thông báo cho tất cả đồn công an, tất cả cảnh sát phải chạy đến đây trong vòng 20 phút nữa, còn bà nó, tôi phải cho đám người huyện Lô Bắc biết, cục công an huyện Lô Nam cũng không phải quả hồng muốn nắn sao thì nắn. Trong cục công an huyện Lô Nam thì lời của Mao Phú Hải chính là thánh chỉ, đám nhân viên công tác ở phía sau nghe được lệnh thì bắt đầu gọi điện thoại. Trần Lưu Căn nhìn thấy Mao Phú Hải bị hại thì trong lòng thầm vui mừng, thầm nghĩ chuyện này biến thành trò giằng co của hai bên Lô Nam và Lô Bắc, như vậy Trần Lưu Căn sẽ không có chuyện gì, hắn cũng rất thích xem đám cảnh sát chống lại nhau. Hắn nghĩ như vậy và chợt híp mắt lại vui vẻ. Điện thoại của Mao Phú Hải quả nhiên có tác dụng. Chỉ chưa đến 10 phút thì có hơn 20 tên cảnh sát của huyện Lô Nam tụ tập đến bên ngoài mỏ than Chính Tân. Lúc này nước cay đã tiên tán đi, nhưng lúc này gương mặt của cục trưởng cục công an huyện Lô Nam đã biến thành mông khỉ. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua đám cảnh sát ở bên cạnh, khi cảm thấy đã đủ quân số thì vung tay lên nói. Bắt tất cả lại cho tôi. Đám cảnh sát kia biết lãnh đạo của mình đã bị ăn quả đắng ngay trên địa bàn huyện Lô Nam, lúc này cũng biết sự việc rất khó xử lý. Nhưng cũng không ai ngờ Mao Phú Hải lại dũng mãnh như vậy, không nói hai lời đã muốn bắt người. Nhưng đám cảnh sát chỉ trầm ngâm sau nháy mắt, ngay sau đó có vài tên cảnh sát đã chạy về phía đám người Đỗ Tiểu Trình, nhưng lúc này bên cạnh Đỗ Tiểu Trình cũng đã tụ tập lại hơn chục tên cảnh sát. Sau khi đám cảnh sát bên phía Đỗ Tiểu Trình nghe nói đám người bên kia muốn bắt mình, nếu để cho bọn họ bắt được thì sau này cũng khó ngẩng đầu công tác. Dừng tay lại cho tôi, các người muốn làm gì? Một tiếng quát lạnh từ phương xa truyền đến. Đỗ Tiểu Trình nghe được âm thanh này mà trái tim siết chặt đã trở nên thả lỏng, tuy vừa rồi nàng ra tay với cục trưởng cục công an huyện Lô Nam, thế nhưng bây giờ thấy công an hai bên ở vào thế giằng co thì cũng tràn đầy không yên. Hiện tại âm thanh kia vang lên, người đến làm cho nàng phải thở một hơi dài.
Vương Tử Quân nhanh chóng tiến lên xuyên qua chính giữa đám người Đỗ Tiểu Trình, đi phía sau hắn chính là Liên Giang Hà và tránh án Phó Thuấn Chiêu. Vương Tử Quân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đám cảnh sát huyện Lô Nam chuẩn bị ra tay mà nói. Các anh muốn làm gì? Làm gì? Những lời này phải là tôi hỏi anh. Còn bà nó, người của huyện Lô Bắc các anh muốn làm gì? Ông nói cho Liên Giang Hà biết nhé, đây là huyện Lô Nam, không phải huyện Lô Bắc, các người từ đâu đến đây thì nhanh chóng cút về đó. Mao Phú Hải không biết Vương Tử Quân, nhưng hắn biết Liên Giang Hà, lúc này thấy Vương Tử Quân với khí thế ép người, hắn không biết vì sao mà có chút tránh né, vì thế hắn chĩa mũi dùi về phía Liên Giang Hà. Liên Giang Hà nở nụ cười lạnh lẽo, hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, căn bản là không mở miệng. Anh là ai? Vương Tử Quân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Mao Phú Hải, sau đó dùng giọng thản nhiên nói. Trần Lưu Căn thấy Vương Tử Quân xuất hiện thì không những không tức giận mà còn thêm bình tĩnh, hắn cười ha hả đi ra từ sau lưng Mao Phú Hải, sau đó cười lạnh nói. Bí thư Vương, thật sự là đời người còn gặp lại nhau, không thể ngờ có thể gặp Bí thư Vương ở huyện Lô Nam. Thế nào, huyện Lô Bắc không còn chỗ dung thân cho ngài sao? Ngài định chạy đến huyện Lô Nam làm bí thư ủy ban tư pháp sao? Ha ha ha, hoan nghênh, à, không đúng, tôi chưa nghe nói đến tin tức Bí thư Vương bị điều đi, Cục trưởng Mao, anh có nghe qua tin tức này chưa? Mao Phú Hải nghe thấy ba chữ Bí thư Vương thì cũng biết người đến là Bí thư ủy ban tư pháp huyện Lô Bắc, tuy đối phương cao hơn mình một cấp nhưng dù sao cũng không phải là lãnh đạo trực tiếp của mình, bây giờ hai bên đã xé toang mặt, hắn cũng cười hì hì nói. Chưa nghe nói ở huyện Lô Nam này có một vị bí thư họ Vương làm bí thư ủy ban tư pháp. Vương Tử Quân không mở miệng, hắn chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Lưu Căn. Trần Lưu Căn thật sự hận Vương Tử Quân đến tận xương tủy, Vương Tử Quân là kẻ mà cứng mềm cũng không ăn, bây giờ lại chạy đến hang ổ của mình, tất nhiên hắn sẽ không khách khí. Bí thư Vương, sự kiện chấp pháp bạo lực ở huyện Lô Bắc các anh đã xử lý xong chưa? Chậc chậc, khi đọc báo thì tôi còn không tin, nhưng sau đó tôi lại tin, nữ cảnh sát này còn dám dùng nước ớt để tấn công Cục trưởng Mao. Như vậy với nhân dân bình thường thì thế nào? Tôi nghe nói phóng viên Tránh Ngôn còn đang ở thành phố Hồng Ngọc, tôi tin tưởng đây là một tin tức có giá trị cao, anh ấy sẽ có hứng thú với nguồn tin này, có đúng không? Trần Lưu Căn nói rồi lấy điện thoại của mình ra, hắn chuẩn bị gọi đi. Anh tìm phóng viên Tránh Ngôn sao? Vậy thì anh không cần mất nhiều thời gian, tôi gọi chính anh ấy đến cho anh gặp mặt không được sao? Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Liên Giang Hà ở phía sau. Mà Liên Giang Hà cũng vung tay lên. Phóng viên Hoàng Hiểu Huy đã hấp tấp chạy đến, trên cổ còn có một chiếc máy ảnh đang lắc lư qua lại. Bí thư Vương, anh gọi tôi sao? Lúc này Hoàng Hiểu Huy đã thật sự sợ hãi, những ngày qua Vương Tử Quân nói hắn đi đông thì không dám đi sang tây, không những tất cả những gì mình làm ra đã bị Bí thư Vương nắm vào trong tay, bây giờ tòa soạn còn gọi điện thoại đến nói hắn nghe theo lời chỉ huy của Bí thư Vương. Trần Lưu Căn nhìn vẻ mặt nịnh nọt của Hoàng Hiểu Huy trước mặt Vương Tử Quân thì gương mặt không khỏi trầm xuống, hắn còn chưa kịp nói lời nào thì Vương Tử Quân đã lấy một tờ báo ném về phía mình. Anh không phải muốn đồng chí Tránh Ngôn viết báo sao? Tốt, vậy anh xem đi. Trần Lưu Căn nhìn những dòng chữ màu đen in đậm cỡ lớn trên mặt báo mà vẻ mặt cũng trở nên đen nhánh, trên báo là ảnh chụp vài công nhân bị bệnh ho dị ứng, điều này càng làm cho hắn cảm thấy giống như sấm sét vỗ xuống đầu, cảm thấy mình như rơi vào vực sâu vạn trượng. Xong rồi, Trần Lưu Căn dựa vào đoạn đối thoại kia mà hiểu ra vấn đề, nếu sự kiện này đã bị truyền ra ngoài, như vậy chờ đợi mình sẽ là cái gì? Mao Phú Hải tuy vẫn thấy đau mắt nhưng không phải kẻ ngốc, nếu nói về tính mẫn cảm chính trị thì hắn tất nhiên sẽ mạnh hơn Trần Lưu Căn rất nhiều. Hắn thấy báo nói về những tình huống của đám công nhân bị bệnh khi làm việc ở mỏ than Chính Tân, trong lòng chợt phát lạnh. Trần Lưu Căn xong rồi, chính mình bây giờ cần làm chính là nhanh chóng phân biệt rõ mối quan hệ với Trần Lưu Căn. Chỉ có thể nhanh chóng xử lý Trần Lưu Căn thì mình mới có đường sống. Mao Phú Hải chợt có ý nghĩ thông minh, sau đó hắn khẽ phất tay với đám công an của mình, tỏ ý cho bọn họ lui xuống. Liên Giang Hà là cục trưởng cục công an, hắn luôn chú ý đến Mao Phú Hải, lúc này thấy động tác của Mao Phú Hải thì nào không biết tên khốn nói năng lớn tiếng và không sạch sẽ kia có ý gì, hắn cười ha hả nói. Cục trưởng Mao, đáng lý ra đến huyện Lô Nam phá án thì tôi sẽ thông báo cho anh một tiếng. Nhưng lần này là hành động bí mật, vì vậy chỉ xin chỉ thị của Cục Công an thành phố mà thôi. Mà lãnh đạo Cục Công an thành phố cũng ra chỉ thị nhất định phải giữ bí mật hành động lần này, điện thoại cũng phải tịch thu, anh cũng đừng trách. Mao Phú Hải nào có thể há miệng nói lời trách móc,
lúc này tình huống đã xoay chuyển, còn có báo chí làm chứng, Trần Lưu Căn tuyệt đối là đã xong đời, chính mình cũng không nên vì chạy đến hỗ trợ mà bị kéo vào làn nước đục. Vẻ mặt hắn chợt biến đổi, vẻ âm trầm như nước lại được thay thế bằng nụ cười như hoa nở. Ôi, Cục trưởng Liên cần gì phải giải thích, Lô Nam và Lô Bắc là hai đơn vị anh em, người một nhà không nói hai lời. Lúc nãy là vì tôi không hiểu, bây giờ xem ra chỉ là hiểu lầm, có gì muốn giúp đỡ thì anh cứ nói một tiếng là được. Lý Đông Nhạc ngồi trên xe không dám bước xuống, lúc này vẻ mặt hắn cực kỳ âm trầm, hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm số của Hàn Tác Hưng, nhưng hắn còn chưa bấm xong thì Hàn Tác Hưng đã điện thoại đến. Tự gây nghiệt không thể sống, anh dùng tốc độ nhanh nhất để quay về. Âm thanh của Hàn Tác Hưng rất trầm thấp, hắn căn bản không chờ Lý Đông Nhạc lên tiếng mà cúp điện thoại ngay. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, xe chạy về phía huyện ủy huyện Lô Bắc, Trần Lưu Căn bị bắt lên xe, tranh án Phó Thuấn Chiêu đưa đến giấy bắt người, Trần Lưu Căn căn bản không có cơ hội phản kháng, đã trực tiếp bị đưa đi. Vương Tử Quân ngồi trên xe mà vẻ mặt không chút vui sướng, tuy hắn thắng trận này, tuy Trần Lưu Căn chạy trời không khỏi nắng, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng gầy như da bọc xương của đám người Lưu Nhị Tinh, trong lòng hắn càng thêm trầm trọng. Khi báo pháp chế Chiết Giang lên tiếng tuyên truyền với mức độ cao, một tin tức mạnh mẽ truyền đi khắp tỉnh, lúc này Ủy ban Tư pháp nhanh chóng cho ra những chỉ thị chỉnh đốn, quốc gia cũng nhanh chóng cho xuống văn kiện chỉnh đốn lại hệ thống tư pháp. Nhưng tất cả không liên quan đến Vương Tử Quân, hắn bây giờ chủ yếu tập trung tinh lực của mình lên vấn đề cầu đường An Lô, An Dịch và Lô Bắc. Khi nhiều phương án xây dựng được đặt lên bàn làm việc của Vương Tử Quân thì thời gian khởi công con đường ngày càng gần. Chương 243, cho anh một cơ hội lộ mặt. Ngày khởi công cầu đường An Lô ngày càng gần, Vương Tử Quân càng nóng lòng nghĩ biện pháp. Công trình này tuy do thành phố An Dịch chịu một nửa chi phí, nhưng dù sao một nửa còn lại cũng là 15 triệu, đây cũng là con số khổng lồ mà huyện Lô Bắc khó thể nào chống đỡ được. Chỉ có 3 triệu, đây chính là chỉ tiêu mà Chủ tịch huyện Lưu Thành Quân đã áp đặt cho phòng tài chính trên hội nghị công tác của khối chính quyền, nếu như không phải thái độ của Chủ tịch Lưu Thành Quân cực kỳ cứng rắn, chỉ sợ cũng không chuẩn bị được 3 triệu. 3 triệu đối với 15 triệu thì như muối bỏ biển, còn lại 4/5 khoản tiền đều cần Phó Bí thư Vương Tử Quân phụ trách công trình chạy đi tìm kiếm. Vương Tử Quân đã suy xét đủ các phương án đối với vấn đề khó giải quyết này, nhưng hắn vẫn cảm thấy không quá phù hợp, mà ngày khởi công lại không chờ người ta. Bí thư Vương, Ủy ban Tư pháp Thị ủy gửi thông báo, nói rằng hội nghị về tư pháp sẽ được tổ chức ở huyện Lô Bắc, Thường ủy Tỉnh ủy, Bí thư Ủy ban Tư pháp Lưu Canh tự mình đến huyện Lô Bắc chúng ta. Tôn Hạ Châu đã bỏ đi chiếc áo bông vào mùa đông, hắn dùng giọng hưng phấn nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tiếp nhận thông báo từ trong tay Tôn Hạ Châu, hắn dùng ánh mắt cẩn thận xem xét, trong lòng đầy vui sướng. Hội nghị này chủ yếu tập trung vào vấn đề chấp pháp văn minh, chấp pháp vì dân, lại được tổ chức ở huyện Lô Bắc, có mặt Thường ủy Tỉnh ủy kiêm Bí thư Ủy ban Tư pháp Lưu Canh tham gia, rõ ràng là hội nghị này muốn tuyên truyền những kinh nghiệm công tác vì dân của huyện Lô Bắc. Huyện Lô Bắc tổ chức hội nghị tư pháp, cả hệ thống tư pháp của tỉnh phải đến học tập kinh nghiệm của huyện Lô Bắc, đây đúng là tô son thiếp vàng lên mặt mũi của huyện, đồng thời còn tô son thiếp vàng lên thành phố Hồng Ngọc. Tất nhiên Vương Tử Quân là phó bí thư chủ quản tư pháp cũng xem như nước lên thuyền lên. Hội nghị của khối tư pháp lần này được tổ chức ở huyện Lô Bắc, tất nhiên nó sẽ là công cụ khẳng định thành tích của Vương Tử Quân, đồng thời cũng là một chiến tích rất lớn cho Hầu Thiên Đông và cả hệ thống ban ngành huyện Lô Bắc. Khi Vương Tử Quân tiếp nhận thông báo thì Bí thư Hầu Thiên Đông cũng đang vui sướng đi tới đi lui trong phòng làm việc của mình. Lão không thể không vui, một năm qua là khoảng thời gian không vui nhất của một bí thư như lão, không ngờ mới đến đầu xuân thì Vương Tử Quân đã cho mình một niềm vui ngoài ý muốn. Xem ra sau này tiếp tục ở trên cương vị cũng không nên coi ruồi bọ là thịt, cũng không nên động quá nhiều vào tiểu tử gây họa kia. Hội nghị về vấn đề chấp pháp văn minh của khối tư pháp toàn tỉnh, đây là vinh quang cỡ nào? Đừng nói là thứ gì khác, Hầu Thiên Đông từ khi làm bí thư đến bây giờ dù tham gia nhiều hội nghị nhưng chưa từng có hội nghị cấp tỉnh nào tổ chức ở huyện Lô Bắc. Không ngờ Vương Tử Quân không lên tiếng thì thôi, đã ra tay thì trời rung đất chuyển, lần này kéo hội nghị của khối tư pháp về với huyện Lô Bắc, không những đẩy Hầu Thiên Đông ra trước sân khấu, còn làm cho đám lãnh đạo thị ủy và khối chính quyền thành phố có mặt mũi. Xem ra cuối năm nay trong hội nghị xem xét thành tích của cả thành phố, Hầu Thiên Đông sẽ lại có cơ hội được tô son thiếp vàng. Vương Tử Quân đã tặng cho Hầu Thiên Đông một phần đại lễ, Hầu Thiên Đông nghĩ đến vị trợ thủ vừa làm mình đau đầu vừa làm mình vui sướng này, trong lòng lão chợt xuất hiện một ý nghĩ.
Đó chính là cái đầu của Vương Tử Quân không biết làm bằng gì, hắn ở trong khối tư pháp như một củ khoai lang, dù là bất cứ thứ gì khó khăn rơi vào trong tay hắn đều biến thành một mâm trái cây tươi ngon. Hầu Thiên Đông đang cảm khái thì điện thoại bàn vang lên, lão nhìn dãy số điện thoại mà cố gắng bình tĩnh, sau đó dùng giọng cung kính nói. Chào Bí Thư Hùng. Bí Thư Thiên Đông, huyện Lô Bắc năm nay thật sự đã tạo nên thành tích lớn, được vinh dự tổ chức hội nghị khối tư pháp toàn tỉnh, rất tốt. Hùng Trạch Luân cũng không còn tỏ ra nghiêm túc như trước, mở đầu cũng không gọi tên là Bí Thư Hầu, trực tiếp biến thành Bí Thư Thiên Đông, những lời này làm cho Hầu Thiên Đông cảm thấy cực kỳ ấm áp dễ chịu. Bí Thư Hùng, huyện Lô Bắc chúng tôi sở dĩ có thành tích hôm nay, không phải là tìm ra được thành tích dưới sự lãnh đạo và giúp đỡ to lớn từ thị ủy và lãnh đạo thành phố sao. Nếu không có sự chỉ huy của ngài, huyện Lô Bắc chúng tôi dù có cố gắng thế nào cũng không thể tạo ra được động tĩnh gì, trong tỉnh cũng vì nể mặt anh mới sắp xếp hội nghị như vậy. Hầu Thiên Đông công tác tất nhiên sẽ biết chỗ nào tròn chỗ nào méo, nhưng khi nói chuyện với lãnh đạo, lão cực kỳ nắm chắc những lời của mình, mới đó đã đẩy tất cả công lao lên ánh mắt nhìn xa trông rộng của Bí Thư Hùng. Hùng Trạch Luân ở đầu dây bên kia chợt cười lớn, sau đó lão nói. Hay cho Hầu Thiên Đông anh rõ ràng là nâng tôi lên thật cao, tôi nói cho anh biết, bí thư tôi đây không ăn trái cây trên mâm của anh. Rốt cuộc là công lao của ai, anh biết rất rõ, tôi gọi cuộc điện thoại này chính là muốn huyện Lô Bắc các anh nhanh chóng cho ra một phương án. Đúng rồi, các anh khi chế định phương án tổ chức thì cũng cần xem xét ý kiến của đồng chí Vương Tử Quân. Hầu Thiên Đông nói đến ba chữ Vương Tử Quân thì đề cao giọng điệu lên một chút, giống như làm như vậy mới có thể biểu đạt rõ ý nghĩ của mình. Bí Thư Hùng cứ yên tâm, tôi khẳng định sau khi đề ra phương án sẽ cùng với đồng chí Vương Tử Quân báo cáo với anh, không biết khi nào thì Bí Thư Hùng có thời gian. Các anh làm ra phương án thì lập tức gọi điện thoại cho tôi là được. Hùng Trạch Luân căn bản không cần suy nghĩ mà trực tiếp lên tiếng. Hầu Thiên Đông là Bí Thư huyện ủy, hắn biết Bí Thư Hùng rất bận rộn. Dù hắn là bí thư một huyện nhưng đôi khi muốn báo cáo công tác với Bí Thư Hùng Trạch Luân cũng cần phải nhiều lần điện thoại hẹn trước với thư ký của lãnh đạo, loại đãi ngộ có thể gọi điện thoại bất cứ lúc nào này hầu như là lần đầu tiên có được. Hầu Thiên Đông đặt điện thoại xuống và hít vào một hơi thật sâu, trong lòng hắn biết rất rõ, bây giờ mình đã tiến lên thêm một bậc thang, chỉ cần tiếp tục đi theo cái thang này thì sẽ có tầm mắt xa rộng. Có một thứ không thể bỏ qua, chính là cũng phải ném bậc thang cho Vương Tử Quân. Hầu Thiên Đông cầm lấy điện thoại rồi lại khẽ buông, lúc này thư ký Tiểu Trung của lão đi vào phòng, đi đến bàn làm việc rót nước cho bí thư. Tiểu Trung, cậu đi mời bí thư Vương đến đây cho tôi. Hầu Thiên Đông nói một nửa thì dừng lời. Bí thư Vương có ở phòng làm việc không? Sáng hôm nay không thấy bí thư Vương đi ra ngoài. Tiểu Trung trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Bí thư Hầu, tôi sẽ đi mời bí thư Vương đến. Tiểu Trung là thư ký của bí thư huyện ủy. Hắn có thể nói là người mắt nhìn chung quanh tai nghe tám hướng, hắn tất nhiên sẽ là người tai thính mắt tinh đối với những chuyện đã xảy ra. Trong tỉnh sắp tổ chức hội nghị công tác tư pháp ở huyện Lô Bắc, hắn tất nhiên là người biết còn sớm hơn cả bí thư Hầu Thiên Đông, dù sao thì văn kiện đưa đến cho huyện ủy phải thông qua tay hắn đầu tiên. Sau khi tiếp nhận văn kiện thì Tiểu Trung nhanh chóng lưu ý những động tác của bí thư Vương Tử Quân, xem đó là phần công tác quan trọng nhất của mình, với những gì hắn hiểu về bí thư Hầu Thiên Đông. Hắn biết rất rõ, sau đó Bí Thư Hầu sẽ phải bàn bạc với Bí Thư Vương. Tiểu Trung cảm thấy Bí Thư Vương cũng không phải là người cứng nhắc, nhưng toàn thân lại bừng bừng sức sống, không có biểu hiện dị đoan, lại là người đứng trên tầng cao chót vót. Nhiều khi Bí Thư Vương giống như võ lâm cao thủ tránh trong mật thất tu luyện bí kíp, thật sự là cực kỳ sinh động, đến ngày Hoa Sơn luận kiếm thì làm cho trời rung đất lở, tài nghệ trấn áp quần hùng, người này thật sự là một kẻ không đơn giản. Chương 244, một chuyện còn chưa xong thì một chuyện đã đến. Hơn nữa Vương Tử Quân lại là một người vui buồn không lộ ra vẻ mặt, cho dù ra tay như làm cho biển động núi sập thì cũng chỉ để lộ ra chút tảng băng ngầm, dù người ta có cố gắng nắm bắt manh mối thế nào cũng không ngộ ra được ý nghĩ chân thật của Bí Thư Vương. Chỉ cần nhìn vào điểm này thì thấy Bí Thư Vương tuy còn trẻ nhưng cũng tuyệt đối được xưng tụng là người có tâm cơ. Hơn nữa Bí Thư Vương lại là người có năng lực làm việc, có khả năng cao độ. Chỉ sợ một ngày kia sẽ bay lên trời cao. Nếu bảo chỉ được mối quan hệ mật thiết với một người như vậy, rõ ràng là ánh mắt có tính chiến lược, là một hạng mục đầu tư cực tốt. Tiểu Trung thầm nghĩ như vậy, thế là trước ý nghĩ không phục với Vương Tử Quân trước kia đã biến thành kính ngưỡng. Hắn không những khách khí với Bí Thư Vương, hơn nữa còn coi Bí Thư Vương là một trong những nhân vật không thể đắc tội trong huyện Lô Bắc. Điều này, Tiểu Trung,
Cũng không cần, tôi ăn cơm xong thì cứ ngồi một chỗ, bây giờ cũng cần vận động một chút, chúng ta cùng đi đến phòng làm việc của Bí Thư Vương ngồi một lát. Hầu Thiên Đông uống một ngụm nước trà rồi thản nhiên nói. Hầu Thiên Đông là Bí Thư huyện ủy, là lãnh đạo đứng đầu huyện Lô Bắc, lão muốn gặp bất kỳ người nào ở huyện Lô Bắc thì chỉ cần nói Tiểu Trung đi gọi điện thoại là được. Thử hỏi xem ở trong địa bàn huyện Lô Bắc này có ai không chú trọng đến Bí Thư Hầu Thiên Đông, có ai không dám đến gặp khi Bí Thư triệu kiến. Không ngờ Hầu Thiên Đông lại phá lệ với Vương Tử Quân, lại tự mình đến gặp mặt, có thể thấy địa vị của Bí Thư Vương là quan trọng thế nào trong lòng Hầu Thiên Đông. Tiểu Trung đi theo sau lưng Hầu Thiên Đông, trong lòng cực kỳ cảm khái, đám nhân viên công tác gặp mặt Bí Thư Hầu trên hành lang đều chào hỏi nhiệt tình, đồng thời cũng đưa ánh mắt nhìn theo hướng đi của Bí Thư Hầu. Ôi, anh thấy chưa, Bí Thư Hầu tự mình đến phòng làm việc của Bí Thư Vương để bàn công tác, đúng là chuyện hiếm có. Một tên cán bộ trẻ tuổi dùng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và giọng điệu bất ngờ để nói với một đồng sự hơn 30 tuổi ở bên cạnh. Tên đồng sự khẽ gật đầu, sau đó hắn nói. Vừa rồi tôi còn thấy Chủ tịch Lưu đi đến phòng làm việc của Bí Thư Vương. Kỳ quái, có phải là có chuyện gì xảy ra, vì sao hai vị lãnh đạo lại tự đi đến phòng làm việc của Bí Thư Vương? Tên cán bộ trẻ tuổi dùng giọng nghi hoặc hỏi. Tên đồng sự kia đã công tác nhiều năm ở huyện ủy, hắn cũng không lỗ mãng. Chỉ cười cười mà không nói gì. Đúng lúc này một nhân viên của văn phòng ủy ban tư pháp đi tới, hắn nghe thấy câu hỏi của tên nhân viên thanh niên thì cười hì hì nói. Các anh không biết đấy thôi, chúng tôi vừa nhận được thông báo, hội nghị hệ thống tư pháp tỉnh sẽ được tổ chức ở huyện Lô Bắc. Hội nghị của khối tư pháp thành phố. Ôi, hèn gì mà Bí Thư Hầu và Chủ tịch Lưu lại vui vẻ như vậy, huyện Lô Bắc chúng ta đây đã 4-5 năm rồi chưa được chọn làm nơi tổ chức hội nghị khối tư pháp của cấp thành phố. Hôm nay lại là nơi được chọn, đúng là quá hãnh diện. Cái gì, là hội nghị tư pháp của cấp thành phố? Anh cũng quá xem thường ủy ban tư pháp rồi, tôi nói cho anh biết, đây là hội nghị tư pháp cấp tỉnh. Tên nhân viên văn phòng ủy ban tư pháp dùng giọng đắc ý nói, hắn không tự giác được phải ngẩng đầu cao lên. Là hội nghị khối tư pháp toàn tỉnh, trời ạ, cậu không lừa gạt đấy chứ? Tên nhân viên văn phòng khối chính quyền trợn tròn mắt dùng giọng nghi hoặc nói. Lừa dối người, hi hi, ai có tâm tư lừa dối anh? Anh xem, các anh xem đây, đây không phải là thông báo của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy sao? Tôi đang đi sao chép. Tên nhân viên văn phòng Ủy ban Tư pháp đắc ý đưa văn kiện trong tay lên. Tên nhân viên văn phòng khối chính quyền không khỏi cảm thấy lẻ lưỡi, hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn vào chằm chằm, thấy đó là văn kiện của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy, vì vậy càng thêm cảm khái. Bí Thư Vương đúng là không gì không làm được. Lãnh đạo tuy không biểu hiện rành rang nhưng không ngờ lại có thể chạy lên tỉnh tranh thủ được vinh dự thế này. Cái gì gọi là tranh thủ, phải nói là Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy thấy huyện Lô Bắc làm tốt công tác tư pháp, thế nên mới chủ động tổ chức hội nghị ở huyện chúng ta. Tên nhân viên văn phòng Ủy ban Tư pháp hơi ngửa đầu ra phía sau, hắn vung vẫy văn kiện đi xuống lầu. Sự kiện huyện Lô Bắc sẽ tổ chức hội nghị tư pháp toàn tỉnh cũng không phải làm cho tất cả mọi người cảm thấy vui mừng. Ít nhất cũng có kẻ cảm thấy không thoải mái. Trần Lộ Giao ngồi trong phòng làm việc của mình mà vẻ mặt có chút âm trầm, sau khi hắn nghe được tin tức hội nghị tư pháp của tỉnh sẽ tổ chức ở huyện Lô Bắc thì trong đầu không khỏi có chút căm giận. Dù Trần Lộ Giao và Vương Tử Quân không có thủ oán gì lớn, nhưng hai người là đồng đạo, hắn cũng không muốn thấy người ta phạm thống quá mạnh lấn át mình ở trong huyện, như vậy có ý nghĩa gì chứ? Trần Lộ Giao không thích Vương Tử Quân vì tên này năng lực quá mạnh. Hắn cảm thấy mình có mộ vạn lý do để không tin Vương Tử Quân là loại người trời sinh chất phác, nhưng hết lần này đến lần khác, mỗi lần tổ chức hội nghị ban ngành thì người này không bao giờ chịu lắm mồm. Trong ký ức của Trần Lộ Giao thì hắn căn bản chưa từng thấy Vương Tử Quân thao thao bất tuyệt, chưa từng thấy đối phương mở miệng nói năng lưu loát, nhưng đối phương lại là một người có nhiều phương pháp độc đáo để diễn tả tư tưởng và ý niệm, khiến cho anh Hầu và anh Lưu thường quên đi những khúc mắc trong lòng, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào những kế hoạch của Vương Tử Quân. Nhưng dù là ai cũng dạo dực vui sướng. Đây chính là điểm sáng của Vương Tử Quân, là một kẻ đa mưu túc trí, bình thường sẽ tỏ ra ỉu xìu không lên tiếng, nhưng một khi đã ra tay thì cực kỳ khủng bố. Trần Lộ Giao nghĩ như vậy và thật sự cảm thấy khó chịu, mở một cuộc hội nghị tư pháp cấp tỉnh tuy là chuyện tốt với huyện Lô Bắc, nhưng hạch tâm của nó nằm ở chỗ nào? Khối tư pháp nằm dưới sự quản lý của Bí Thư Vương, bây giờ không phải tổ chức hội nghị để tán thưởng Vương Tử Quân sao? Nếu uy tín của Vương Tử Quân ngày càng lớn, như vậy Trần Lộ Giao là một phó bí thư, hơn nữa còn là một phó bí thư nắm công tác chính trị,
hắn là một vị lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong huyện, không phải sẽ dần giảm uy tín sao? Nếu như uy tín giảm sút, Trần Lộ Giao sẽ không phải không bao giờ chấp nhận được, nhưng nếu địa vị của mình trong lòng lãnh đạo giảm sút, như vậy sẽ là một sai lầm không thể tha thứ được. Vương Tử Quân ném thể diện cho lãnh đạo, như vậy sau này lãnh đạo sẽ ghi nhớ, nếu sau này có cơ hội trọng dụng hay đề bạt, lãnh đạo còn phải quan tâm đến một người như Trần Lộ Giao sao? Trần Lộ Giao thật sự mất hứng, mà Tôn Quốc Lương ngồi cách đó không xa cũng mất hứng không kém. Nhưng lúc này hai người đều biết rõ, đây là quan trường, là nơi tập thể cùng hành động, bọn họ căn bản không nên nghĩ ra bất kỳ trò mờ ám nào, nếu không sẽ là một con lừa thân mang vác nặng, cũng chính vì vậy mà bọn họ mới thật sự cảm thấy uất ức. Bí thư Trần, tôi cũng không cảm thấy khối tư pháp có bất kỳ điều gì khởi sắc, nhưng có một vài người hát hay hơn làm. Tôn Quốc Lương dùng sức uống cạn ly trà trong tay, sau đó dùng giọng oán hận nói. Trần Lộ Giao nhìn vẻ mặt âm trầm của trưởng phòng tổ chức mà không khỏi nở nụ cười đồng ý, bây giờ hắn chỉ có thể làm được như vậy, thật sự không còn làm gì khác hơn được nữa. Tôn Quốc Lương nhìn vẻ mặt không chút biến đổi của Trần Lộ Giao mà thầm hận mình nói lời không che đậy miệng, trà trộn trong quan trường thì anh gặp người nào không thích mà chẳng không biểu đạt sự chán ghét. Nhưng như vậy lại thể hiện sự kém cỏi của mình mà thôi. Trong quan trường thì dù là bất kỳ kẻ nào cũng phải giữ mồm giữ miệng, điều này Tôn Quốc Lương hắn đã quên rồi sao? Ai có thể bảo đảm một ngày nào đó lão già Trần Lộ Giao không vì nịnh bợ Vương Tử Quân mà nói ra những lời của mình hôm nay? Tôn Quốc Lương nghĩ như vậy mà nụ cười trên mặt cũng đông cứng, hắn cảm thấy tự mình làm khó mình, trong lòng cũng có chút hối hận. Dù hắn không chủ quản khối tư pháp, thế nhưng sau khi Vương Tử Quân nhận chức thì trị an của huyện Lô Bắc nào chỉ tốt hơn khi Quách Vạn Thần nắm quyền vài lần. Chỉ cần nhìn vào tình huống Vương Tử Quân mới nắm quyền mà có thể tổ chức hội nghị tư pháp cấp tỉnh ở huyện Lô Bắc thì thấy rõ vấn đề. Bây giờ Vương Tử Quân có thể biểu hiện năng lực của mình trước mặt các vị lãnh đạo ba cấp huyện thị và tỉnh, điều này càng làm cho Tôn Quốc Lương cảm thấy căm ghét, giống như mình ăn vào một bình giấm chua. Không được, dù không thể tạo phiền toái cho đối phương trên hội nghị tư pháp, cũng chẳng thể cho đối phương dễ dàng sống qua ngày như vậy. Thế là Tôn Quốc Lương quay sang hỏi Trần Lộ Giao. Bí thư Trần, tôi cảm thấy lần này nên để cho Bí thư Hầu đứng lên đọc báo cáo trong hội nghị tư pháp. Tất nhiên Vương Tử Quân là Bí thư ủy ban tư pháp kiêm phó Bí thư huyện ủy nhưng lại nằm dưới sự lãnh đạo của Bí thư Hầu, anh cảm thấy thế nào? Trần Lộ Giao khẽ gật đầu, hắn sao không hiểu tâm tư của Tôn Quốc Lương? Lời đề nghị này của Tôn Quốc Lương rõ ràng muốn ép Vương Tử Quân. Bình thường mỗi ban ngành tổ chức hội nghị thì đều do lãnh đạo chủ quản hoặc lãnh đạo đơn vị ban ngành báo cáo. Hôm nay là hội nghị ban ngành có mặt tất cả lãnh đạo khối tư pháp của cấp tỉnh thị và quận huyện trong tỉnh, đứng lên đọc báo cáo ở hội nghị thế này sẽ là một chuyện vô cùng nở mày nở mặt. Vương Tử Quân không phải không có năng lực, nhưng trên mặt hắn còn có một bí thư hầu, thế cho nên cũng đừng có ý nghĩ gào thét, khi lên đài cũng chỉ có thể đứng sang một bên mà thôi. Hội nghị như vậy có thể sắp xếp cho Vương Tử Quân đứng lên báo cáo, nhưng cũng có thể cho bí thư huyện ủy Hầu Thiên Đông đứng ra gánh vác. Nếu như là hội nghị tư pháp bình thường thì sẽ có không ít người cho rằng báo cáo là công tác của Vương Tử Quân, nhưng nếu hội nghị thường ủy cướp đoạt quyền báo cáo ra khỏi tay của Vương Tử Quân, chẳng những có thể nịnh bợ Hầu Thiên Đông, còn đả kích được dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ của Vương Tử Quân, đây rõ ràng là một chiêu nhỏ nhưng cực kỳ chu toàn. Trưởng phòng Quốc Lương, cứ làm như vậy là được, thị ủy yêu cầu chúng ta báo cáo phương án tổ chức, trước đó chắc chắn Bí thư Hầu sẽ mở hội nghị thường ủy để nghiên cứu. Khi bắt đầu hội nghị thì chúng ta sẽ nói ra vấn đề này, Bí thư Tử Quân tuy là người chủ quản khối tư pháp, thế nhưng xét về tổng thể thì huyện ủy là đứng đầu, tin chắc anh ta sẽ lấy đại cục làm trọng. Trần Lộ Giao tuy trong lòng khinh bỉ Tôn Quốc Lương nhưng ngoài miệng lại khoác ra tấm áo lấy đại cục làm trọng, đồng thời cũng phụ họa. À, trưởng phòng Tôn, anh suy xét thật sự rất chu toàn thấu đáo. Tôn Quốc Lương thấy Trần Lộ Giao tán thành kế hoạch của mình lần này thì cảm thấy vui sướng. Hắn vuốt ve cái ly sứ tráng men, sau đó cười hì hì nói. Bí thư Trần, anh nói xem, Bí thư Vương sẽ không phải ngậm hoàng liên đấy chứ. Tôi cảm thấy tình huống lần này sẽ rất buồn cười, nếu Bí thư Vương bị nắm mũi như vậy, không biết có còn sinh ra cảm giác thành tựu nữa không. Trần Lộ Giao cũng cười lên ha hả, cũng không lên tiếng đáp lời, hắn chỉ khẽ gõ len ngón tay của Tôn Quốc Lương, hai người nở nụ cười hiểu ý, cũng không nói lời nào. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hai người Trần Lộ Giao, một giờ sau văn phòng huyện ủy thông báo tổ chức hội nghị, hai người nhìn nhau cười, sau đó cùng nhau đi về phía phòng họp huyện ủy. Khi Tôn Quốc Lương đi vào trong phòng họp, lúc này bên trong đã tụ tập đầy đủ các vị thường ủy,
mà vấn đề các vị thường ủy đang thảo luận trên cơ bản đều liên quan đến hội nghị của khối tư pháp tỉnh được tổ chức ở huyện Lô Bắc. Thật sự không ngờ hội nghị của khối tư pháp tỉnh lại được tổ chức ở huyện Lô Bắc chúng ta, xem ra lần này huyện chúng ta cũng khó thể giấu mặt được. Tân Quân Tắc là cán bộ đứng đầu ban chỉ huy quân sự huyện Lô Bắc, hắn hưng phấn uống cạn ly trà của mình, sau đó lớn tiếng nói với Tiếu Tử Đông. Tiếu Tử Đông cũng cười hì hì nói. Hội nghị được tổ chức ở huyện chúng ta, đây chính là lời khẳng định cao độ của tỉnh ủy với công tác của huyện, xem như huyện chúng ta đã làm tốt công tác. Anh xem, không những làm tốt công tác trị an, viện kiểm sát và tòa án lại chủ động giúp nhân dân giải quyết nhiều vấn đề, tôi nghe nói ủy ban tư pháp chục ngày qua đã nhận được hơn 10 lá cờ thưởng. Cờ thưởng, hi hi, nếu nói cờ thưởng thì chủ tịch Đỗ là người rõ ràng nhất, khuê nữ bảo bối đưa cờ thưởng về nhà, nghe nói là chủ tịch Đỗ tự mình tiếp đãi. Tân Quân Tắc nói rồi đưa mắt nhìn Đỗ Tự Cường. Đỗ Tự Cường gần đây rất ít khi biểu hiện vui buồn trên nét mặt, nhưng lúc này vừa nghe Tân Quân Tắc nhắc đến con gái bảo bối nhà mình, thế là không nhịn được phải cười ha hả. Con gái của tôi có lòng nhiệt tình, nhưng vẫn là câu nhi nữ tình trường, con người ta sống cả đời, có thể không làm quan nhưng không thể không làm bố, tôi thấy nha đầu này càng lúc càng tiến bộ thì cũng cảm thấy vui sướng. Khi mọi người đang nói đùa vui vẻ với nhau thì Vương Tử Quân mỉm cười đi đến phòng họp. Các vị thường ủy cũng dừng nghị luận và quay sang chào hỏi Vương Tử Quân. Tôn Quốc Lương thấy kẻ nào cũng tươi cười đón chào Vương Tử Quân, trong lòng chợt sinh ra cảm giác đố kỵ. Hắn là một trưởng phòng tổ chức, hắn vốn là một người có hy vọng trở thành phó bí thư nhất trong ban ngành huyện ủy, thế nhưng Quách Vạn Thần xảy ra chuyện, vị trí phó bí thư được ném vào tay Vương Tử Quân, điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ bức bối vì chính mình sắp xếp rất nhiều. Bây giờ thì tốt, một chuyện chưa xong thì chuyện khác đã đến. Đối phương còn chưa ngồi ấm chỗ trên vị trí phó bí thư thì đã tạo ra thành tích lớn nở mày nở mặt, nếu như còn có một vị trí phó bí thư nữa, nó sẽ rơi xuống đầu mình sao? Tuy Tôn Quốc Lương càng nghĩ càng giận nhưng cũng cố gắng khắc chế tâm tình của mình mà không biểu hiện ra bên ngoài, hắn cũng mỉm cười chào hỏi Vương Tử Quân, nhưng trong miệng lại nói đó là vinh dự của cả huyện Lô Bắc. Chương 245, thành tích không nói sẽ không chạy đi, vấn đề là không nói vẫn hiểu. Lưu Thành Quân và Hầu Thiên Đông một trước một sau đi vào phòng họp, hai vị chủ quản của huyện Lô Bắc lúc này đi vào với gương mặt đầy gió xuân. Hầu Thiên Đông ngồi xuống vị trí của mình ở chính giữa quốc kỳ, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, lão dùng giọng cực kỳ có khí phách nói. Tốt, các đồng chí, bây giờ bắt đầu họp. Thư ký đã sớm rót nước, Hầu Thiên Đông đưa mắt nhìn các vị thường ủy, lúc này mới mỉm cười nói. Trước tiên tuyên bố với mọi người một việc, tin chắc mọi người cũng đã nghe nói. Đó là bí thư Lưu của Ủy ban Tư pháp tỉnh muốn mở một hội nghị chấp pháp văn minh ở huyện Lô Bắc chúng ta. Đến lúc đó không những bí thư Lưu sẽ đến, còn tập trung tất cả cán bộ lãnh đạo khối tư pháp của các huyện thì anh em, có thể nói đây là chuyện vui lớn nhất trong nhiều năm qua ở huyện Lô Bắc. Vì vậy trước khi chính thức tiến vào đề tài thảo luận hôm nay, tôi đề nghị chúng ta dành một tràng pháo tay nhiệt liệt cho bí thư Vương Tử Quân, anh ấy là người phụ trách hệ thống tư pháp, không những làm cho huyện Lô Bắc chúng ta thêm vẻ vang. Còn làm cho thành phố Hồng Ngọc nhận được hào quang. Hầu Thiên Đông là bí thư huyện ủy nhiều năm, tất nhiên sẽ biết cách nắm giữ tiết tấu của hội nghị, lão nói xong thì là người vỗ tay đầu tiên. Đây cũng là đạo lý trong quan trường, hễ là họp thì chỉ cần một người nói chuyện, những người khác đều phải nói theo, như vậy xem như định luật. Đặc biệt là lãnh đạo nói rõ ý kiến của mình về một vấn đề không liên quan đến vấn đề nhân sự, như vậy sẽ làm cho đám cán bộ theo đuôi ào ào. Lưu Thành Quân là một lão quan trường nhiều kinh nghiệm, tất nhiên hắn sẽ hiểu sâu đạo lý này. Lúc này hắn vừa mở miệng nói lời đồng ý vừa liên tiếp gật đầu với Vương Tử Quân, lại vừa vỗ tay rất lớn, mà các thường ủy cũng ra sức vỗ tay, thế là bầu không khí hội trường chợt tăng mạnh, vui vẻ thoải mái, âm thanh cuồn cuộn. Vương Tử Quân cũng vỗ tay vài cái theo làn sóng vỗ tay, đợi tiếng vỗ tay dừng lại, hắn lúc này mới mỉm cười với Hầu Thiên Đông rồi nói. Bí thư Hầu. Tôi có ý kiến với lời nói của anh, tuy tôi là chủ quản hệ thống tư pháp, thế nhưng anh quy kết hết công lao lên đầu tôi, như vậy rõ ràng là chụp mũ mua danh chuộc tiếng. Vương Tử Quân tỏ ra được sủng ái mà kinh hoàng, hắn nói tiếp. Công tác của khối tư pháp ở huyện chúng ta sở dĩ có thể được lãnh đạo tư pháp tỉnh tán thành chủ yếu là nhờ sự lãnh đạo và thúc đẩy của các vị lãnh đạo huyện ủy chính quyền, cũng không tránh khỏi sự giúp đỡ của các vị lãnh đạo đang ngồi nơi đây. Đây là kết quả mà ban ngành huyện ủy chính quyền chúng ta đồng tâm hiệp lực, chung sức quản lý, nếu chỉ dựa vào một mình Vương Tử Quân tôi đây, sao có thể làm được chuyện lớn thế này? Vương Tử Quân vừa nói vừa khiêm tốn chắp tay với bốn phía,
trong lòng hắn biết rõ, càng vào những tình huống thế này thì chính mình càng không thể biểu hiện ra sự vội vàng sao động. Những lời của hắn nói trúng tâm khảm của các vị thường ủy huyện ủy, đúng vậy, Vương Tử Quân anh mới lên nhận chức vài ngày, sao có thể quy kết công lao lên người mình, xem ra tiểu tử này cũng tự hiểu lấy mình. Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân cũng không hẹn mà cùng gật đầu, rất thỏa mãn với thái độ nhã nhặn biết mình biết người của Vương Tử Quân. Tuy bọn họ biết đây chủ yếu là người ta khiêm tốn, thế nhưng là lãnh đạo nắm quyền lớn, nếu không hào phóng và phóng khoáng, tùy ý nhận hết về mình, như vậy không hát Perry làm cho đại cục rối loạn, người người ganh ghét sao? Vì hội nghị lần này không liên quan đến vấn đề nhân sự, thế cho nên không có tranh cãi lợi ích, hơn nữa thị ủy chính quyền lại cực kỳ coi trọng, thế là trên phương diện sắp xếp các hạng mục cũng không ai đề xuất ra ý kiến thiêu thân, cho nên các hạng mục của hội nghị cũng được nhanh chóng thông qua. Tôn Quốc Lương chờ mãi mà không có cơ hội lên tiếng, nhưng khi nói đến vấn đề ai làm báo cáo đại biểu cho huyện Lô Bắc, hắn không chờ người khác mở miệng mà đứng lên dùng giọng danh chính ngôn thuận để phát biểu ý kiến. Lần này hội nghị tư pháp toàn tỉnh được tổ chức ở huyện chúng ta, tôi cảm thấy không thể bỏ qua công lao của khối tư pháp, có thể nói là càng vất vả thì công lao càng lớn. Nhưng ủy ban tư pháp dù sao cũng là một ban ngành của huyện ủy, công tác của nó phải được hoàn thành dưới sự lãnh đạo của huyện ủy. Vì vậy tôi cảm thấy phải để cho Bí Thư Hầu làm đại biểu đọc báo cáo, như vậy thì quy cách hội nghị sẽ tăng lên cao vời, cũng thể hiện đầy đủ sự coi trọng của huyện ủy đối với công tác tư pháp. Tôn Quốc Lương mở miệng thì tất cả mọi người đều biết rõ ý nghĩa của nó là gì, nhưng người trà trộn trong quan trường thì những chuyện đắc tội với người dù nhìn thấu nhưng không nói rõ, cứ mơ hồ coi như không là được. Đám người Tân Quân Tắc không thể mở miệng nhưng Trần Lộ Giao thì lại không thể không lên tiếng. Dù sao thì trước đó hắn đã thương lượng tốt với Tôn Quốc Lương, hơn nữa vào thời điểm mấu chốt này cũng nên nói vài lời chèn ép Vương Tử Quân, hắn cũng tình nguyện thúc đẩy chuyện này. Các đồng chí, tôi cảm thấy đồng chí trưởng phòng Quốc Lương nói rất đúng, tất nhiên cũng không phải nói Bí Thư Vương Tử Quân không thể báo cáo, tôi cảm thấy dù là bất cứ thứ gì thì sự lãnh đạo của đảng cũng là vấn đề đệ nhất. Hơn nữa Bí Thư Hầu tự mình làm báo cáo cũng đại biểu cho hình tượng của huyện Lô Bắc, cái này cũng có thể làm cho danh tiếng của huyện Lô Bắc được đề cao. Anh nói xem có đúng không, Bí Thư Vương. Trần Lộ Giao nói rồi mỉm cười hỏi Vương Tử Quân. Trần Lộ Giao nghĩ rằng vẻ mặt Vương Tử Quân phải căng cứng, dù sao thì chuyện nở mày nở mặt như vậy bị cướp đi, đối phương sẽ cảm thấy không chút dễ chịu. Nhưng khi hắn dùng ánh mắt hả hê nhìn Vương Tử Quân, đúng lúc thấy Vương Tử Quân nở nụ cười sáng lạn, giống như hồn nhiên không biết những tổn hại trong cách sắp xếp của mình. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của trưởng phòng Tôn và Bí Thư Trần. Tôi cảm thấy người phát biểu báo cáo tổng kết trên hội nghị tư pháp tỉnh nên là Bí Thư Hầu, như vậy thì hay hơn. Vương Tử Quân khẽ đặt ly nước xuống rồi nói tiếp. Bí Thư Hầu tự mình báo cáo mới thật sự là đúng đắn, Bí Thư Trần vừa rồi đã cho ra ý kiến, như vậy thì Bí Thư Hầu, vì biểu hiện sự coi trọng của ngài với công tác của khối tư pháp chúng tôi thấy anh không nên chối từ. Vẻ mặt Vương Tử Quân không chút biến đổi, nhưng vẻ mặt Hầu Thiên Đông lại có chút khó coi. Hắn dùng ánh mắt hung hăng nhìn về phía Tôn Quốc Lương và Trần Lộ Giao, trong lòng thầm mắng vì hai người kia đem đến phiền phức cho mình. Khi bàn bạc trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, khi đó Vương Tử Quân đã rõ ràng đề xuất yêu cầu ép Bí Thư Hầu Thiên Đông phải đứng lên đọc báo cáo tổng kết. Khi đó Hầu Thiên Đông cố gắng phản đối, nhưng Vương Tử Quân lại hết sức kiên trì, hơn nữa còn nói ra hàng đống lý do khi lãnh đạo huyện ủy đứng lên báo cáo. Dưới sự kiên trì của Vương Tử Quân, Hầu Thiên Đông khiêm tốn một phen. Cuối cùng cũng ỡm ở đồng ý. Vương Tử Quân bây giờ tất nhiên sẽ không có bất kỳ lời dị nghị nào khi có vị thường ủy đứng lên phát biểu ý kiến cho rằng Bí Thư Hầu nên là người đọc báo cáo. Bây giờ thì có vấn đề, vốn là sự việc đã được tính toán tốt lại bị hai tên Tôn Quốc Lương và Trần Lộ Giao trộn lẫn, giống như chính Hầu Thiên Đông muốn tranh giành với Vương Tử Quân trước mặt các vị thường ủy. Vì các vị thường ủy có ai không biết Trần Lộ Giao và Tôn Quốc Lương là người của Bí Thư huyện ủy. Hai người này kẻ sướng người họa nói ra như vậy, rõ ràng là muốn mình nở mặt nở mày, ai lại không cho rằng đó là mưu kế chính lão đặt ra. Chưa nói đến vấn đề người khác nghĩ như thế nào, nhưng bản thân Bí Thư Vương sẽ nghĩ như thế nào. Hắn có cảm thấy những gì mà mình khiêm nhường lúc vừa rồi chỉ là giả dối. Biết đâu đối phương đang thầm mắng mình, nói mình rõ ràng là chơi xiếc, trước mặt một câu sau lưng một câu. Nếu như Vương Tử Quân là người bình thường thì không có vấn đề. Đằng này với lực ảnh hưởng của hắn trong huyện ủy vào lúc này, sợ rằng đã có xu thế vượt qua Trần Lộ Giao. Tất nhiên nếu như mưu sâu kêu gọi Vương Tử Quân về phía mình vì sự kiện này mà bị ảnh hưởng, đồng thời đối phương còn kết oán với mình, như vậy là được không bù mất.
Thành Thích không nói sẽ không chạy đi, vấn đề là nói lại ảnh hưởng. Hầu Thiên Đông trầm ngâm một lát và cuối cùng quyết đoán không lên tiếng, cũng không phải muốn làm lu mờ hình tượng của mình, mà lúc này điều quan trọng nhất đối với lão chính là đoàn kết chặt với Vương Tử Quân. Hầu Thiên Đông thấy Tả Minh Phương có ý muốn lên tiếng, lão sợ vị phó bí thư này lại làm cho vấn đề thêm nghiêm trọng, thế cho nên mới vội vàng mở miệng. Các đồng chí, tôi cảm thấy rất vui khi các đồng chí tỏ ra tôn trọng tôi như vậy, nhưng sắp xếp như vậy là không hợp lý. Khối tư pháp thật sự nằm dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, thế nhưng có được thành tích như hôm nay thì không thể nào không liên quan đến sự cố gắng công tác của Bí Thư Vương và các nhân viên của khối tư pháp. Tôi là lãnh đạo huyện ủy nhưng cũng không phải việc gì cũng tự làm, tất cả công tác đều phải thể nghiệm. Khi công tác thì tôi yêu cầu các đồng chí nên liều mạng kéo xe, chẳng lẽ đến lúc lĩnh thưởng thì tôi lại không nói hai lời mà tiến lên tranh cướp. Chuyện này tôi không tiếp nhận. Tôi cảm thấy nên cho đồng chí Vương Tử Quân báo cáo ở hội nghị tư pháp lần này là hay nhất, dù sao thì đây cũng liên quan đến công tác tư pháp. Tất cả huyện thì anh em đến huyện Lô Bắc chúng ta để học hỏi kinh nghiệm, tôi đi lên không phải là dâu ông nọ cắm cằm bà kia sao? Chưa nói đến vấn đề người ta chỉ trỏ nói này nọ, tôi cảm thấy mình và chủ đề hội nghị cũng không hợp nhau. Được rồi, chuyện này không cần bàn bạc, cứ quyết định cho Bí Thư Vương làm báo cáo. Hầu Thiên Đông sau khi quyết định thì đưa mắt nhìn Vương Tử Quân đang lên tiếng, sau đó tiếp tục nói. Bí thư Tử Quân, nhiệm vụ gian khổ này tôi giao cho anh nhất định phải nâng cao chất lượng, hoàn thành nhiệm vụ một cách vinh quang, tốt, chúng ta tiếp tục thảo luận các hạng mục tiếp theo. Vương Tử Quân thật sự không biết nói làm sao cho phải khi có một nhiệm vụ nhảy vào trong tay mình, khi tuyến trên thông báo về việc tổ chức hội nghị ở huyện Lô Bắc, hắn đã ý thức được hội nghị này chính là một việc làm chính mình khó xử. Ai sẽ là người làm báo cáo? Vương Tử Quân tất nhiên rất hy vọng mình là người được đứng lên làm báo cáo, hơn nữa dựa theo lẽ thường thì nên là như vậy, đồng thời dựa theo tình thế trước mắt thì chính mình cũng không phải không thể tranh thủ nhiệm vụ vẻ vang này. Nhưng nếu hắn đứng lên tranh thủ, sợ rằng mối quan hệ vừa mới hòa hoãn với Hầu Thiên Đông lại tiếp tục trở nên căng cứng. Sau khi suy xét nhiều lần, Vương Tử Quân cuối cùng cũng quyết định bỏ qua cơ hội biểu hiện lần này để ném cho Hầu Thiên Đông. Trong lòng hắn biết rõ, chỉ cần hội nghị khối tư pháp tỉnh tổ chức ở huyện Lô Bắc thì người thắng lớn nhất chính là mình. Đến lúc đó các vị lãnh đạo khối tư pháp của các huyện thì anh em sẽ tập trung ở huyện Lô Bắc, mà bí thư huyện ủy lại đứng lên làm báo cáo, như vậy nói rõ điều gì? Đây rõ ràng là bí thư ủy ban tư pháp huyện Lô Bắc là người biết điều, không tranh công, ôm việc mà không tranh thưởng, đến đúng chỗ không việt vị, cống hiến mà không quá biểu hiện, đây mới thật sự là phong độ cao. Cây có mọc thành rừng thì gió bão vẫn thổi bật dễ. Những ngày nay Vương Tử Quân đã tạo ra danh tiếng lớn trong huyện Lô Bắc, lúc này nên an phận một chút mới hay. Có câu nói thế này, an phận mới chính là phương pháp khoe khoang mạnh mẽ nhất, sau khi hắn suy nghĩ thấu đáo thì nhanh chóng ném cơ hội báo cáo cho Bí Thư Hầu, đây cũng là điều mà hắn tình nguyện. Nhưng trong hội nghị thường ủy hôm nay thì Tôn Quốc Lương và Trần Lộ Giao chợt xuất hiện chen ngang, điều này quá bất ngờ. Nhưng lúc này hai người bọn họ lên tiếng nịnh hót rõ ràng là đập đá lên chân lừa. Bọn họ yêu cầu Bí Thư Hầu phải đứng lên đọc báo cáo, làm cho Bí Thư Hầu không biết làm gì hơn là ném cơ hội báo cáo vốn đã vụt ra khỏi tầm tay vào trong túi áo của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn Hầu Thiên Đông bắt đầu nói về các chương trình hội nghị tiếp theo, hắn không khỏi thở dài, thầm nghĩ, muốn lập bàn thờ trinh tiết cũng không dễ dàng gì, rõ ràng là phải trả cái giá lớn. Ví dụ như lúc này, giọng điệu của Bí Thư Hầu Thiên Đông thật sự là đau đớn chết người. Nếu như Vương Tử Quân cảm thấy bất đắc dĩ thì Trần Lộ Giao và Tôn Quốc Lương lại cực kỳ khổ sở, hai người bọn họ cũng không nỗ, lúc này kế sách mà hai người trước đó đã bàn luận với nhau thật kỹ chờ tạo nên kết quả biến hay thành dở. Không ngờ Vương Tử Quân này lại lên tiếng mạch lạc và phóng khoáng như thế, Hầu Thiên Đông vì không muốn chứng tỏ mình là người đã bày mưu đặt kế nên phải nhổ miếng thịt béo ra khỏi miệng, Trần Lộ Giao và Tôn Quốc Lương muốn nịnh hót với lãnh đạo nhưng không ngờ lại kết thúc một cách không ra gì. Ngu xuẩn. Đây thật sự là một chuyện quá ngu xuẩn, dù sau khi tan họp thì Hầu Thiên Đông cũng không phàn nàn gì với Trần Lộ Giao và Tôn Quốc Lương, thế nhưng phần nhân tình này sẽ được bí thư ghi khắc trong lòng. Trần Lộ Giao cảm thấy hối tiếc không thôi, hắn không tự chủ được nghĩ về uy thế của Vương Tử Quân. Hầu Thiên Đông biểu hiện là mình không thao tác chuyện lần này, thà nhổ miếng thịt trong miệng ra chứ không muốn nuốt vào, đây không phải nói rõ một sự thật, lãnh đạo huyện ủy rất cố kỵ với bí thư Vương sao. Hùng Trạch Luân đi tới đi lui trong phòng làm việc của mình, Hầu Thiên Đông lúc này đang cười giống như khó thể che giấu được niềm vui, mà Lưu Thành Quân cũng mỉm cười, thế nhưng lại có vài phần đố kỵ với bí thư Hầu Thiên Đông.
Hầu Thiên Đông vì sao lại nhường lại cơ hội báo cáo, Lưu Thành Quân biết rất rõ ràng. Nhưng khi đến chỗ của bí thư thị ủy Hùng Trạch Luân, lại biến thành tình huống Hầu Thiên Đông chủ động đẩy Vương Tử Quân ra, điều này làm cho bí thư Hùng liên tục gật đầu, trong miệng không ngừng nói, như vậy mới tốt, hay, anh là một lãnh đạo tốt. Hai câu này đánh giá trên người Lưu Thành Quân thì có thể đúng, nhưng bây giờ nó lại là của Hầu Thiên Đông, đúng là mình có chút thiệt thòi. Bí thư Tử Quân, bí thư Hùng đã đồng ý với phương án của chúng ta, tháng vừa rồi anh và các đồng chí hệ thống tư pháp đã vất vả, bây giờ cũng cần nắm vững công tác. Tôi nói rõ ràng một chuyện, đó chính là anh cần gì thì tôi sẽ toàn lực giúp đỡ, còn chuyện tiền bạc, tài chính, anh cứ tìm đến chủ tịch Lưu. Hầu Thiên Đông được bí thư thị ủy Hùng Trạch Luân khen ngợi vài câu, thế là trong lòng rất đắc ý, đồng thời cũng thầm cảm thấy may mắn. Thầm nghĩ may mà mình ném miếng thịt thơm ra cho Vương Tử Quân, nếu không cũng chẳng biết bí thư Hùng Trạch Luân sẽ nghĩ gì về mình. Dù đó là một chuyện tốt sẽ giúp cho người ta nở mày nở mặt, thế nhưng những chuyện này nếu so sánh với ấn tượng đối với lãnh đạo trực tiếp thì không đáng là gì. Chỉ cần nhìn vào thái độ của bí thư Hùng Trạch Luân với Vương Tử Quân, Hầu Thiên Đông càng có ý nghĩ kéo Vương Tử Quân về phía mình. Vương Tử Quân chợt cười nói. Hội nghị lần này có quy cách khá cao, tôi cũng không có kinh nghiệm gì, bí thư Hầu, chủ tịch Lưu, hai vị lãnh đạo cũng không thể buông tay mặc kệ. Tôi thấy hay là chúng ta thành lập tổ chủ bị cho hội nghị, hai vị chính là phó tổ trưởng, tôi sẽ làm chủ nhiệm văn phòng cho hai anh. Lưu Thành Quân nghe được ý nghĩ của Vương Tử Quân thì thầm nghĩ người này thật sự khá linh hoạt, nhưng như vậy cũng tốt, đỡ cho người ta nói mình không làm gì trong hội nghị lần này, tương lai báo cáo công tác cũng có một điểm sáng thành tích. Chương 246, cho anh gặp lại em một lần nữa. Xe chạy như bay, Thái Thần Bân lái chiếc Santana, trên đường từ thành phố Hồng Ngọc về huyện Lô Bắc, Thái Thần Bân đưa mắt nhìn Vương Tử Quân cúi đầu trầm tư, hắn không khỏi sinh ra vài ý nghĩ. Thái Thần Bân là lái xe của Vương Tử Quân, hắn có thể biết được bí thư Vương công tác cũng không dễ dàng gì. Lãnh đạo từ một vị phó chủ tịch tạm giữ chức bình thường cứ phát triển liên tục đến bây giờ là vị thường ủy xếp hàng thứ 5, mà lực ảnh hưởng của bí thư Vương lại chỉ xếp sau bí thư Hầu và chủ tịch Lưu, điều này làm hắn thật sự khắc sâu những thủ đoạn công tác của bí thư Vương. Trước kia khi Vương Tử Quân còn là phó chủ tịch huyện, không có mấy người chạy đến lôi kéo làm quen với Thái Thần Bân. Nhưng bây giờ thì xưa không bằng nay, thật sự khác biệt quá lớn. Dù là sáng sớm cũng có người chạy đến làm quen với Thái Thần Bân, dùng nó để đạt đến mục đích tiếp cận bí thư Vương. Tất nhiên hắn cũng hiểu đạo đối nhân xử thế, những gì nên tránh thì tránh, nên trốn thì trốn. Hắn biết rõ càng là lúc này thì mình càng phải nghiêm chỉnh, cần phải quản lý thật chặt cái miệng của mình, đôi tay của mình, nếu so sánh với đám người nịnh nọt kia thì bí thư Vương mới chính là người quan trọng nhất của mình. Thái Thần Bân đang suy nghĩ điều gì, tất nhiên Vương Tử Quân sẽ không thể biết được, hắn lúc này cảm thấy có chút mệt mỏi, hắn muốn tìm một chốn nghỉ ngơi, cũng không muốn làm gì cả. Hoặc là hắn quay về huyện đến tổ ấm nhỏ của Y Phong, phủ lên người một chiếc chăn mỏng, ngủ một giấc thật no say, ngủ đến ngày mai, đến lúc đó nhà đầu kia sẽ gọi mình dậy ăn cơm. Trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, thế là khóe miệng Vương Tử Quân không khỏi lộ ra nụ cười thản nhiên, mối quan hệ giữa hắn và Y Phong ngày càng tăng tiến. Mỗi ngày được nhìn thấy bộ dạng ngây thơ đáng yêu của nàng làm hắn cảm thấy trong lòng rất vui. Tút, tút, tút. Chuông điện thoại di động vang lên, Vương Tử Quân nhíu mày, hắn lấy điện thoại ra xem. Chào anh, tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn lướt qua dãy số trên điện thoại rồi khẽ nói. Đầu dây bên kia không nói gì, nhưng sau đó là vài tiếng thở dốc dồn dập vang lên, Vương Tử Quân nghe thấy tiếng thở dốc như vậy thì nói. Có chuyện gì anh cứ từ từ nói. Nếu như còn chưa suy xét thấu đáo thì chút nữa gọi điện thoại lại. Anh là Vương Tử Quân sao? Một giọng nữ dịu dàng yếu ớt vang lên trong điện thoại, khi âm thanh này vang lên thì còn có mang theo chút run rẩy, nhưng nghe vào trong tai người lại giống như một trái lê vừa hái xuống từ trên cành, giống như chỉ cần khẽ dùng móng tay cào nhẹ cũng làm cho chất lỏng ngọt ngào chảy ra ngoài. Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại mà cảm thấy mình có hơi run rẩy, hắn không khỏi giữ thật chặt lấy điện thoại. Thiếu chút nữa thì làm rơi điện thoại xuống đất. Âm thanh này cực kỳ quen thuộc, đã theo Vương Tử Quân biết bao nhiêu mùa mưa nắng, chưa lúc này hắn không nhớ đến nó, vĩnh viễn sẽ không thể nào quên được. Hắn nghe thấy giọng nói này mà giống như nhớ về ngôi nhà kiếp trước của mình ở xã Yên Chi Nam, nơi đó có hình bóng của một người phụ nữ hiền lành dịu dàng, nàng luôn chờ mình, một người chồng bình lặng. Vương Tử Quân vốn cho rằng lúc này mình đã đi trên một con đường khác, vốn cho rằng mình sẽ quên hết tất cả quá khứ.
nhưng bây giờ hắn nghe thấy âm thanh kia, hắn chợt ý thức được thật ra tất cả quên lãng, tất cả mọi thứ chỉ là mình tự dối lừa chính mình. Nhiều năm sống bên nhau giống như những hình ảnh khó thể phai mờ, nó giống như khắc sâu vào trong tim, khắc cốt ghi tâm, là một dấu ấn cực kỳ sâu đậm trong tâm hồn. Cô ấy nghĩ thế nào mà gọi điện thoại cho mình? Vương Tử Quân trầm ngâm trong khoảnh khắc, hắn cố gắng khắc chế tâm tình của mình, một lúc sau hắn mới dùng giọng ôn hòa nói với đầu dây bên kia. Phải, tôi chính là Vương Tử Quân. Anh là bạn thân của Tôn Khải có phải không? Tôn Khải, anh Tôn Khải đã xảy ra chuyện, anh ấy nói tôi điện thoại cho anh. Một giọng điệu có hơi lộn xộn từ đầu dây bên kia truyền đến, Vương Tử Quân hầu như chỉ sau nháy mắt đã biết cô gái kia đang khóc. Ai làm cho nàng khóc? Cái gì làm cho nàng khóc? Chẳng lẽ là vì Tôn Khải? Tôn Khải thì thế nào? Trong đầu chợt lóe lên vài ý nghĩ, tuy cảm thấy mình không nên như vậy, nhưng vừa nghĩ đến tình huống nàng khóc vì Tôn Khải, Vương Tử Quân vẫn cảm thấy có chút ê ẩm trong lòng theo bản năng. Chẳng lẽ đàn ông đều là như vậy, ăn trong chén nhưng ngồi trong nồi? Tôn Khải đánh nhau với người ta, bị cảnh sát mang đi. Cô gái kia dần bình tĩnh trở lại, lời nói cũng có trật tự hơn. Tôn Khải đánh nhau và bị cảnh sát mang đi. Đây đối với Vương Tử Quân thì chẳng phải là chuyện gì lớn. Trong ký ức của hắn thì đây không phải là lần đầu tiên Tôn Khải đánh nhau, nhưng mỗi lần bị cảnh sát mang đi, không phải vài ngày sau lại trở về bình an vô sự sao? Không có gì, cô đừng quá lo lắng. Vương Tử Quân nở nụ cười khổ sở, sau đó hắn thản nhiên nói. Cô gái ở đầu dây bên kia do dự mãi, cuối cùng vẫn lên tiếng. Không phải, lần này là 10 tên cảnh sát đưa Tôn Khải đi. Tôn Khải đánh vỡ đầu người ta. Vương Tử Quân biết rất rõ tính cách của các cô gái, hắn biết rõ đó là không có vấn đề gì, thế là kiên trì giải thích. Tôi nói Tôn Khải không có chuyện gì thì sẽ không có chuyện gì, cô cứ yên tâm, đừng khóc. Cô gái kia vẫn tiếp tục không tin vào lời của Vương Tử Quân, thế là hắn lập tức tắt máy, hắn sợ tiếp tục nói chuyện với nàng thì tình cũ của mình sẽ lại ươm mầm phát triển. Vương Tử Quân vừa đặt điện thoại xuống thì nhanh chóng gọi đi. Lần này hắn gọi cho Cục trưởng Cục Công an thành phố Giang Thị là Trương Tùng Niên, vì Trương Tùng Niên có thể tiến lên cũng là nhờ Vương Tử Quân, thế nên có quan hệ rất thân thiết với Vương gia. Điện thoại vừa đổ chuông hai lượt thì bên trong đã vang lên âm thanh của Trương Tùng Niên, giọng điệu của Trương Tùng Niên vẫn cởi mở như trước. Ha ha, Tử Quân, đã lâu rồi cậu không gọi điện thoại cho tôi, có phải bây giờ chuyên chú vào nhân tình quá mức, thế cho nên ném người chú này lên 9 tầng mây rồi sao? Trương Tùng Niên thích nói đùa với Vương Tử Quân, đây cũng không phải vì hắn coi thường Vương Tử Quân, mà hắn đặt Vương Tử Quân lên vị trí đệ nhất mới đúng. Vương Tử Quân hàn huyên vài ba câu về việc nhà với Trương Tùng Niên, sau đó hắn mới đổi chủ đề. Chú Trương, cháu nghe nói một người bạn của cháu đánh nhau và bị bắt đi, chú có thể xem xét dùm cháu, xem có chuyện gì xảy ra không? Ẩu đả đánh nhau đối với một vị cục trưởng cục công an như Trương Tùng Niên thì căn bản không tính là vấn đề lớn. Hắn dùng giọng vui vẻ nói. Tử Quân, người ta nói vật hợp theo loài người hợp theo bầy, cá lớn tìm cá lớn, tôm tìm tôm, cậu cũng có bạn đánh nhau sao? Tôi còn tưởng rằng bạn của cậu cũng giống như cậu, cũng là một ông cụ non, cậu nói đi, tên của hắn là gì, tôi sẽ hỏi thăm. Trương Tùng Niên nói, giọng điệu không quá quan tâm, mà Vương Tử Quân cũng không khách khí, hắn trực tiếp nói ra tên của Tôn Khải. Cậu nói đến Tôn Khải, có phải là cậu ấm của Phó Chủ tịch Tôn không? Âm thanh của Trương Tùng Niên ở bên kia có chút biến đổi. Vương Tử Quân nghe được âm thanh của Trương Tùng Niên thì không khỏi ý thức được sự việc không đơn giản như mình tưởng, nhưng vẻ mặt hắn vẫn không thay đổi vẫn lên tiếng. Đúng là tiểu tử đó, là bạn học của cháu, có gì sao? Sự việc quá lớn sao? Trương Tùng Niên ở đầu dây bên kia có chút trầm ngâm, sau đó hắn dùng giọng chăm chú nói. Không phải lớn mà là cực kỳ lớn. Dù sự việc rất đơn giản nhưng người bị Tôn Khải đánh lại không bình thường, đối phương là Tôn Xương Hạo. Trương Tùng Niên giống như sợ Vương Tử Quân không biết người này là ai, hắn cố gắng giải thích. Là trưởng tử của Chủ tịch tỉnh, Tôn Xương Hạo. Thật ra không cần Trương Tùng Niên giải thích thì Vương Tử Quân đã biết Tôn Xương Hạo là ai. Trong tỉnh Chiết Giang này nếu muốn nói ai ăn chơi trác táng thì phải đề cập đến kẻ này, dù là kiếp trước hay kiếp này thì Vương Tử Quân cũng từng nghe nói về thành tích không mấy vẻ vang của đối phương. Tôn Khải sao lại đánh vỡ đầu Tôn Xương Hạo? Vương Tử Quân thầm có chút nghi hoặc. Trong tỉnh Chiết Giang nếu nói người nào đứng đầu thì đó là Lâm Trạch Viễn, nhưng dù là nói về quyền lợi hay lực ảnh hưởng thì Chủ tịch Tôn Tiến Đông mới thật sự xứng đáng là nhân vật số 1.
Tôn Tiến Đông là một cán bộ bình thường từng bước tiên lên vị trí chủ tịch tỉnh Chiết Giang, có thể nói tỉnh Chiết Giang là căn cứ của chủ tịch Tôn. Lâm Trạch Viễn tuy thực lực siêu quần nhưng mới vào tỉnh Chiết Giang hơn một năm, cũng không hoàn toàn nắm được những quyền lợi mà mình nên có. Điều này cũng không phải là thủ đoạn của Lâm Trạch Viễn có hơi kém, chẳng qua là thời gian của bí thư Lâm quá ít, muốn lấy lại quyền lợi của mình từ trong tay một vị cán bộ bản địa như Tôn Tiến Đông là dễ dàng sao. Tôn Xương Hạo chính là đứa con độc nhất của Tôn Tiến Đông, có một người cha cường thế như vậy thì Tôn Xương Hạo thật sự là phát triển cực mạnh ở tỉnh Chiết Giang, cậu ấm này mở một công ty bao bì, hàng năm thu được những khoản tiền cực lớn. Trong thành phố Giang Thị thì Tôn Xương Hạo trên cơ bản là con cua có thể bò ngang khắp nơi, Tôn Khải tuy cũng là một vị con nhà quan, nhưng nếu so với Tôn Xương Hạo thì vẫn chênh lệch tương đối xa. Nhưng Tôn Khải cũng không phải là một người bản tính lỗ mãng, hắn tuy cũng có chút quen biết với Tôn Xương Hạo, thế nhưng sao lại ra tay với Tôn Xương Hạo? Vương Tử Quân trầm ngâm một lúc, cuối cùng hắn mới trầm giọng hỏi. Chú Trương, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ôi, đúng là thanh niên, còn vì chuyện gì nữa? Nghe nói sự việc xảy ra trong quán rượu, hai bên vì tranh giành tình nhân mà sinh chuyện, ôi, phụ nữ đúng là kẻ gây họa. Tử Quân, cậu còn trẻ, sau này tương lai vô hạn, cũng không nên học tập những cậu trai không biết tiến bộ này, suốt ngày chỉ biết la cà rượu chè. Trương Tùng Niên cũng thuận miệng lại nhải vài câu, đối với hắn thì một Vương Tử Quân luôn bình tĩnh quyết đoán mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với đám con nhà quan chỉ biết rượu chè bê tha kia. Nếu như là bình thường thì Vương Tử Quân sẽ nhất định cảm ơn lời dạy bảo của chú Trương, nhưng lúc này nghe đến chuyện tranh giành tình nhân thì Vương Tử Quân chợt cảm thấy thảm thiết. Điện thoại của nàng, bây giờ lại nghe thấy vì một cô gái, một suy đoán chợt bùng lên trong lòng hắn. Chẳng lẽ hai người kia đánh nhau đến mức đầu rơi máu chảy là vì nàng? Trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ, Vương Tử Quân chợt cảm thấy không yên, hắn dùng giọng yếu ớt hỏi. Chú Trương, chú có biết cô gái kia tên gì không? Tôi cũng không biết rõ, giống như gọi là cái gì Liêu ấy nhỉ? Trương Tùng Niên trầm ngâm một lát rồi nói. Có phải là Liêu An Như không? Vương Tử Quân nắm chặt lấy điện thoại, hắn thật sự cảm thấy khó thể chờ đợi được, nhưng lúc này trong lòng hắn nặng nề như có một quả núi đang chèn ép. Đúng, chính là Liêu An Như. Tử Quân, cậu cũng quen biết cô gái này sao? Trương Tùng Niên trầm ngâm một lát rồi giọng điệu cũng trở nên trầm thấp. Tử Quân, chuyện này cậu tốt nhất không nên chen vào, Tôn Xương Hạo đã bắn tiếng, muốn sửa chỉ Tôn Khải thật mạnh. Không những cục công an thành phố, dù là cục công an tỉnh cũng bị điều động, chỉ sợ sự việc lần này không đơn giản như vậy. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu ý nghĩ lời nói của Trương Tùng Niên, Tôn Tiến Đông phát triển nhiều năm trong tỉnh Chiết Giang. Bộ hạ có vây cánh rộng khắp các tầng chính quyền ở Chiết Giang, Tôn Xương Hạo muốn ra tay với ai thì không biết sẽ có bao nhiêu người theo lời hành động. Nếu hắn trộn lẫn vào vụ này, sợ rằng sẽ không tốt, giống như quấn rối lên người mình. Nhưng chuyện này hắn có thể không quản sao? Liêu An Như, Vương Tử Quân thì thào một lần cái tên mãi chôn sâu trong ký ức, sau đó hắn dùng giọng không cam lòng hỏi. Chú Trương, nếu Tôn Khải đã bị thuộc hạ của người bắt lại, vậy thì mong ngài quan tâm một chút. Chuyện này tôi sẽ xử lý. Trương Tùng Niên bên kia không nói gì nữa, nhưng sau khi đồng ý yêu cầu của Vương Tử Quân thì hắn vẫn nhắc nhở. Tử Quân, có một số việc cậu không nên tự chủ trương, tốt nhất nên thương lượng với bố cậu một chút. Vương Tử Quân khẽ cúp điện thoại, hắn trầm ngâm trong nháy mắt rồi cho Thái Thần Bân lái xe đuổi theo Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân ở phía trước. Hắn nói đơn giản nhà có việc cần xử lý, sau đó để cho Thái Thần Bân chạy như bay về phía thành phố Giang Thị. Khi thân mình đang ở trong quan trường thì Vương Tử Quân hầu như có thêm nhiều cảm ngộ với quan hệ nhân tình, có rất nhiều mối quan hệ cần phải kinh doanh. Giống như cái kết của ông chủ mỏ than Trần Lưu Căn, đánh mạt trược sẽ không tung bài ra trước, uống rượu không uống trước, rửa chân không ngâm nước. Chỉ cần anh hiểu nguyên lý của sự ẩn giấu, anh sẽ không quá biểu hiện hơn người, đó cũng là một cách bảo vệ chính mình. Vương Tử Quân cẩn thận suy xét một phen, sau đó cảm thấy lời nói của Trần Lưu Căn cũng không phải không có lý. Xem ra sự việc liên quan đến Tôn Khải cũng chỉ có thể dựa vào quan hệ mà xử lý thôi. Vương Tử Quân lật qua lật lại điện thoại trong tay, hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn gọi điện thoại đi. Tút, tút, tút. Những tiếng tút tút quen thuộc vang lên trong điện thoại, truyền vào trong tai Vương Tử Quân, nhưng trong lòng hắn có muôn vàn suy tư, hắn hy vọng đối phương tiếp điện thoại, nhưng lại chợt sinh ra chút sợ hãi khó hiểu. Anh là ai? Một âm thanh mất kiên nhẫn chợt vang lên ở đầu dây bên kia. Vương Tử Quân nghe thấy âm thanh xa lạ này thì chợt ngẩn ngơ một chút,
trong lòng chợt bùng lên cảm giác thoải mái, nhưng sau đó lại có chút thất lạc. Thật xin lỗi, tôi muốn tìm cô gái vừa gọi điện thoại cho mình. Vương Tử Quân sau khi suy đoán được thân phận của đối phương thì dùng giọng khách khí nói. Đây là điện thoại công cộng, cô gái gọi điện thoại vừa rồi đã đi rồi, bây giờ thanh niên đúng là kỳ cục, nghĩ cho kỹ thì không hay hơn sao, đến khi nghĩ lại thì xong mất rồi, cậu gọi điện thoại thế nào mà để cô gái kia khóc lóc thảm thương, sướt mướt, đúng là. Vương Tử Quân nói một tiếng cảm ơn rồi cúp điện thoại. Ký ức nguyên thủy nhất nằm tận sâu trong não của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy người phụ nữ đã cùng mình đi trên đường đời vào kiếp trước, dù là lúc hắn chán nản nhất, khốn đốn nhất, khổ sở nhất thì nàng vẫn đi cùng bên cạnh. Nhưng hai bên lại có quan niệm cuộc sống khác biệt nhau, kinh nghiệm và khoảng cách khá khác biệt, thế cho nên nàng và hắn như tay phải và tay trái, không đến mức tim đập tai nóng nhưng lại gắn bó như môi với răng. Nhưng bác gái vừa rồi tiếp điện thoại có nói nàng khóc lóc sướt mướt, vì sao trong lòng hắn lại cảm thấy có hơi nhói đau. Chuyện cũ lãng mạn tươi đẹp và khốn khổ kiếp trước ở xã Yên Chi Nam giống như một âm thanh vang dội trên biển cả mênh mông, giống như đang nổi sóng trong lòng Vương Tử Quân, từng âm thanh vang lên rõ mồn một. Anh còn nhớ em không? Còn nhớ em không? Chương 247, tôi cho cô dựa vào. Vương Tử Quân lắc đầu, hắn mệt mỏi nằm lên hàng ghế ở phía sau, trong đầu liên tục suy tư hỗn loạn, hắn nên làm thế nào để xử lý sự kiện lần này của Tôn Khải. Tuy Vương Tử Quân không nói rõ nhưng Thái Thần Bân có thể căn cứ vào những lời nói đứt quãng trong điện thoại vừa rồi để khẳng định lãnh đạo đang có chuyện gấp, vì thế hắn lái xe rất nhanh và vững, một con đường trước kia phải đi mất 4-5 giờ, bây giờ chỉ mất 2-3 giờ. Bí thư Vương, chúng ta không ăn cơm rồi hãy đi xử lý sự việc chứ. Trước khi Thái Thần Bân chạy xe vào thành phố Giang Thị thì khẽ quay sang định nói vài lời với Vương Tử Quân, nhưng hắn nhìn vẻ mặt không đúng của Bí thư Vương, thì không tiếp tục hỏi thêm. Nhưng bây giờ đã đến thành phố Giang Thị, hắn chợt lấy hết dũng khí để lên tiếng. Vương Tử Quân nhìn phố phường thành phố Giang Thị quen thuộc, hắn nghe rõ câu hỏi của Thái Thần Bân, hắn muốn từ chối theo bản năng, nhưng sau đó lại đưa đồng hồ lên xem. Hắn chỉ tay vào ven đường nói. Cơm ở chỗ này cũng rất ngon, chúng ta vào ăn uống một chút. Cửa hàng cơm không quá lớn, vì chỉ gọi cơm nên được đưa lên rất nhanh, đó là hai dĩa cơm chiên vàng óng. Vương Tử Quân lúc này mới cảm thấy đói bụng, hắn tùy ý dùng cơm, sau đó hắn chợt dừng đũa nói với Thái Thần Bân. Thần Bân, hôm nay cảm ơn cậu đã nhắc nhở, tôi đây đang sốt ruột, cũng không để ý đến cái bụng đói. Thái Thần Bân nở nụ cười thật thà phúc hậu, hắn cũng không nói điều gì, chỉ tùy ý dùng cơm. Hai người lại tiếp tục thêm vài câu, Thái Thần Bân thấy Vương Tử Quân có chuyện thì trong miệng ăn cơm giống như nuốt giấm chua, hắn cố gắng ăn cho nhanh, cuối cùng cũng xong. Chiếc Santana dừng lại bên đồn công an ở trên đường Hưng Hoa, Vương Tử Quân nhìn xuyên thấu qua lớp của kính được Thái Thần Bân lau rửa sạch sẽ mà thấy một hình bóng quen thuộc. Cô gái này đang cầm theo một túi nhựa màu trắng, đang đứng ở trước cổng đồn công an, đang lẳng lặng chờ đợi. Gió thổi lồng lộng, lá cây rụng bay múa tán loạn trên đường, hình bóng màu tím nhạt vẫn đứng trong gió xuân, có vẻ gầy gò. Vương Tử Quân nhìn hình bóng lạnh nhạt kia mà trong lòng run rẩy thật mạnh. Hắn không biết lúc này nên làm gì để đối mặt với đối phương, trong lòng hắn bùng lên những con sóng dữ dội và cực kỳ khó chịu. Đã nhiều năm trôi qua, người và vật sớm không còn như xưa, hắn cũng không biết nên tiến lên đối mặt với nàng như thế nào cho phải. Cô làm gì vậy? Cô đứng đây chờ thì được gì? Tôi không phải đã nói rồi sao? Cô có chờ đến tối cũng vô dụng, bây giờ không thể gặp được. Một tên cảnh sát hơn 30 tuổi từ trong đồn công an đi ra. Hắn dùng giọng trầm bổng nói với cô gái đứng trước mặt. Cô gái kia vội vàng giải thích. Đồng chí, tôi sẽ không vào, tôi chỉ mua cho anh ấy chút thức ăn, anh xem, anh có thể chuyển cho anh ấy giùm tôi không? Tên cảnh sát kia dùng ánh mắt mất kiên nhẫn nhìn túi nhựa, sau đó khua tay nói. Được rồi, cô cũng đừng đứng đây nữa, tôi cho cô biết, trong đồn công an thứ gì cũng có, anh ta cũng không đói chết được, cô nên tranh thủ tìm chỗ nào đó mà ngồi chờ đi. Tên cảnh sát nói xong thì đóng cửa phòng lại. Cô gái nhìn cánh cửa đóng chặt mà trầm ngâm một lát, nhưng sau đó nàng vẫn đứng lặng trước đồn công an, gió vẫn thổi, cô gái này chợt dựng cổ áo lên, cơ thể như một tờ giấy mỏng manh trước gió, giống như không còn đứng vững được nữa. Vương Tử Quân nhìn hình bóng hiu quanh kia mà trong lòng không khỏi run lên, tuy lúc này nàng mặc một bộ quần áo màu tím bình thường, nhưng nửa năm học đại học đã làm cho hai con ngươi linh động của nàng có thêm vài phần ánh sáng tri thức. Nhưng hình ảnh đó rơi vào trong mắt Vương Tử Quân,
hắn vẫn thấy rất nhiều điều từ quá khứ, từ hình bóng đó. Vương Tử Quân khẽ đẩy cửa xe, hắn bước xuống xe, hắn há miệng, một cách xưng hô quen thuộc sắp phát ra, thế nhưng lúc này tình cảm bị đè nén, cái tên kêu gọi thân thuộc kia lại không được nói ra. Chào cô, có phải cô là người vừa gọi điện thoại cho tôi không? Giọng điệu của Vương Tử Quân chợt có chút run rẩy khó thể giải thích được. Khoảnh khắc khi nghe Vương Tử Quân hỏi thì cơ thể cô gái có hơi run lên, sau đó nàng nhanh chóng quay người, hai môi khép chặt, cũng không nói gì. Ánh mắt nàng rơi lên người Vương Tử Quân, khoảnh khắc này cơ thể nàng có hơi lay động. Chào anh chính là Vương. Vương tiên sinh sao? Là tôi gọi điện thoại cho anh, tôi lấy được số điện thoại của anh từ trong sổ thông tin của thầy Tôn, rồi tôi gọi cho anh, cho nên. Thầy Tôn. Vương Tử Quân nghe được cách xưng hô như vậy thì trong lòng chợt có chút buông lỏng, giống như đang sửa lại những suy đoán của mình trước đó, tất cả hiểu lầm tan thành mây khói, một cảm giác vui vẻ khó hiểu bùng lên trong lòng. Cô tên gì, đã xảy ra chuyện gì? Cái tên của nàng dù đã ăn sâu vào trong óc Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này hắn vẫn không khỏi vô thức hỏi một câu. Tôi là Liêu An Như, chuyện này tất cả là do tôi mà ra. Liêu An Như dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Vương Tử Quân. Nàng khẽ nói mà Vương Tử Quân cũng biết được chân tướng sự việc qua lời kể của nàng. Liêu An Như đến trường học tập, vì nàng muốn giảm bớt gánh nặng cho gia đình, thế nên tìm một công việc ở quán rượu gần nhà để làm thêm ngoài giờ. Tuy nàng không kiếm được nhiều tiền, thế nhưng khoản thu này cũng dư sức chi trả cho những chi phí trong cuộc sống của nàng. Nhưng sự việc bất đắc dĩ lại xảy ra, ngày hôm qua một người thanh niên đến quán dùng cơm, không ngờ đối phương lại chú ý đến Liêu An Như, bắt nàng phải uống rượu với hắn. Liêu An Như tuy là một cô gái từ nông thôn tiến lên thành phố, thế nhưng từ sâu trong lòng nàng vẫn chỉ nở loài hoa đinh hương, vẫn nặng tư tưởng truyền thống. Liêu An Như từ chối, giống như điều này càng làm cho tên thanh niên kia thêm hào hứng. Hắn lên tiếng ồn ào, không nói hai lời mà tiến lên muốn hôn nàng. Không ngờ nàng phản kháng kịch liệt, kết quả là tên kia bị nàng dùng tay đẩy ngã xuống đất. Tên thanh niên kia không ngờ mình lại bị mất mặt như vậy, hắn thẹn quá hóa giận. Thế cho nên lại xông đến Liêu An Như, muốn đánh nàng. Dưới tình huống cấp bách thì Liêu An Như vội vàng chạy ra hành lang, đúng lúc gặp mặt Tôn Khải đang cùng bạn đến dùng cơm. Tôn Khải và Tôn Sương Hạo cũng có quen biết, nhưng Tôn Sương Hạo căn bản không quan tâm đến lời khuyên của Tôn Khải, thế là bị Tôn Khải đẩy ra, hai người tiến lên xô sát, một bình rượu rơi xuống đầu Tôn Sương Hạo. Tuy Liêu An Như miêu tả tình huống khi đó vô cùng đơn giản nhưng Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống một cô gái trẻ bị 10 tên đàn ông vây quanh, một cảm giác tức giận chợt bùng lên trong lòng. Cô gái này năm xưa đi theo mình chưa từng được sống một đời xa hoa lộng lẫy, chưa từng có thời gian quá mức vui sướng, nhưng nàng ở trong thôn Yên Chi Nam vẫn được người ta tôn kính, lúc này sao có thể chịu đựng được những uất ức như vậy. Vương Tử Quân nhìn qua có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn đã sớm bùng sóng. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng áy náy của Liêu An Như, hắn dùng giọng ấm áp an ủi. Không cần lo, không phải chuyện gì lớn, cô lên xe chờ một chút, tôi đi tìm gặp Tôn Khải. Vương Tử Quân nói rồi đi về phía đồn công an, Liêu An Như nhìn hình bóng xoải bước về phía trước, không biết vì sao mà nàng chợt sinh ra cảm giác muốn khóc. Giống như nàng gặp phải một chuyện cực kỳ uất ức, một mình cố gắng chống chọi, bây giờ có chỗ dựa thì bỗng nhiên sụp xuống. Người này làm cho nàng sinh ra một cảm giác cực kỳ quen thuộc, nhưng trong ký ức của nàng giống như không có một tồn tại như vậy thì phải. Hắn là ai, sao lại cho mình cảm giác này? Liêu An Như trầm ngâm một lát rồi vẫn đi theo, nàng không mở miệng, chỉ dùng hành động của mình để biểu đạt ý kiến với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn cô gái đi theo mình không nói một lời, hắn chợt cảm thấy cảm khái, cũng không nói gì hơn, tính nết của nàng hắn không hiểu sao. Lúc này dù hắn có đuổi nàng đi, sợ rằng nàng cũng không chịu. Nếu đã như vậy thì cứ để cho nàng đi theo. Chương 248, cậu là anh em của tôi. Này này này, các người đang làm gì vậy? Một tên cảnh sát hơn 20 tuổi thấy hai người Vương Tử Quân đi vào trong đồn công an thì quát lớn. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng ngậm thuốc với vẻ mặt mất kiên nhẫn của tên thanh niên, hắn không khỏi cảm thấy nhíu mày, nhưng sau đó lại cười nhạt một tiếng. Thầm nghĩ đây cũng không phải là huyện Lô Bắc. Tố chất của tên cảnh sát này có vấn đề, còn chưa đến lượt một vị bí thư ủy ban tư pháp huyện Lô Bắc như mình quan tâm. Chào đồng chí, tôi tìm Tôn Khải. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi dùng giọng khách khí nói với tên cảnh sát kia. Hai chữ Tôn Khải vừa ra khỏi miệng Vương Tử Quân thì vẻ mặt tên cảnh sát chợt trở nên âm trầm, hắn.
hắn phất tay không kiên nhẫn với Vương Tử Quân. Đi, đi, đi ngay, Tôn Khải là trọng phạm, bây giờ không thể gặp. Tôn Khải chỉ là đánh nhau ẩu đả mà thôi, sao lại là trọng phạm? Anh là cảnh sát, trước khi sự việc còn chưa được định tính, anh nói như vậy có phải là không chịu trách nhiệm sao? Vương Tử Quân cảm thấy bực bội, giọng điệu cũng chợt được đề cao. Tên cảnh sát này ngày thường thấy ai đến đây cũng phải cúi đầu thấp kém, kẻ nào mà không dùng giọng khách khí để nói với mình. Đám người kia đến đồn công an đã sớm tạo ra cho hắn một phong thái cao cao tại thượng, sinh ra cảm giác sống an nhàn vui sướng, lúc này thấy Vương Tử Quân dùng giọng không chút khách khí để chỉ trích mình, trong lòng có chút căm tức. À, xem ra anh hiểu rất nhiều, bây giờ anh đi ra ngoài ngay cho tôi, bây giờ không thể gặp mặt là không thể gặp mặt. Vương Tử Quân nhìn tên cảnh sát hất hàm sai khiến mà cũng không có tâm tư so đo, hắn nhìn đồng hồ và nói. Trước khi đến tôi đã gọi điện thoại, anh hỏi đồn trưởng, tôi có thể được gặp hay không? Không cần hỏi đồn trưởng của chúng tôi nói không thể gặp. Tên cảnh sát còn chưa nói dứt lời thì một viên cảnh sát hơn 40 tuổi đi ra, hắn thấy tên cảnh sát kia đang tranh chấp với ai về vấn đề gì đó, thế là chợt mở miệng. Tiểu thôi, có chuyện gì? Đồn trưởng Trịnh. Có người muốn vào gặp Tôn Khải. Tiểu Thôi nhanh chóng giữ chặt lấy điếu thuốc trong miệng, sau đó dùng giọng khách khí trả lời. Ba chữ gặp Tôn Khải vừa ra khỏi miệng tên cảnh sát kia thì vẻ mặt tên cảnh sát trung niên chợt biến đổi, hắn dùng ánh mắt chăm chú nhìn Vương Tử Quân từ đầu đến chân, sau đó khách khí hỏi. Xin hỏi anh tên gì? Tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười với viên cảnh sát trung niên rồi thản nhiên nói. Vương Tử Quân. Khi âm thanh của Vương Tử Quân vừa vang lên thì vẻ mặt của tên cảnh sát trung niên không khỏi biến đổi, tuy hắn chưa từng tiếp xúc qua với Vương Tử Quân, thế nhưng hắn là chư hầu một phương, đừng nghĩ hắn chỉ là một vị đồn trưởng nho nhỏ, nhưng hắn lại không lạ lẫm gì với cái tên Vương Tử Quân. Tên cảnh sát trung niên nghĩ đến tình huống của Tống Thiết Cương trước kia mà vẻ mặt chợt trở nên âm trầm, đây không phải là do người thanh niên Vương Tử Quân kia vung tay tạo gió sao? Đây cũng không phải một kẻ đầu đường xó chợ. Chẳng lẽ vị Vương Tử Quân kia chính là người này? Thế là tên cảnh sát trung niên chợt nghĩ đến cuộc điện thoại của cục trưởng lúc vừa rồi, vẻ mặt chợt lộ ra nụ cười. Xin hỏi anh đến gặp Tôn Khải sao? Tên cảnh sát trung niên cẩn thận hỏi Vương Tử Quân. Đúng vậy, kính xin đồn trưởng Trịnh chiếu cố. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với đồn trưởng Trịnh rồi thản nhiên nói. Đồn trưởng Trịnh sau khi xác nhận mục đích của Vương Tử Quân thì khách khí nói. Vương tiên sinh. Vừa rồi trong cục đã có sắp xếp, chỉ là không biết anh đến lúc nào, thế cho nên có chút thất lễ, anh cũng đừng chấp nhất với những cán bộ trẻ tuổi, thầy Tôn ở bên này, xin ngài theo tôi. Vương Tử Quân khẽ cười và gật đầu, sau đó cùng đồn trưởng Trịnh đi đến một phòng giam khá chắc chắn. Khi Vương Tử Quân và Liêu An Như đi vào trong phòng thì tên cảnh sát thanh niên vừa rồi chợt khẽ hỏi đồn trưởng Trịnh. Đồn trưởng Trịnh, Tôn Khải đắc tội với Tôn thiếu gia, ngài cần gì phải khách khí với người này? Đừng thấy đồn trưởng tươi cười đón chào Vương Tử Quân mà nghĩ rằng sẽ không bá đạo trong lúc dạy bảo thuộc hạ, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiểu Thôi, sau đó la mắng. Có một số việc cậu không nên biết thì cũng đừng nên chúi mũi vào lắng nghe, sau này nên công tác với thái độ tốt hơn, cậu không nghe thấy thông báo sao. Tỉnh thành cũng không đơn giản như cậu tưởng, một cây làm chẳng lên non, hai người đánh nhau vì nguyên nhân gì. Cậu quan tâm có được gì, mò mẩm làm gì. Anh Trịnh nói đến đây thì nhìn về phía hình bóng Vương Tử Quân bước vào trong phòng rồi nói tiếp. Cậu không phải muốn gặp mặt người đã bóp chết Tống Thiết Cương sao? Vừa rồi cậu đã nói chuyện với anh ấy rồi. Vẻ mặt tên cảnh sát Tiểu Thôi chợt biến đổi, hắn chỉ về phía Vương Tử Quân rồi lắp bắp nói. Đồn trưởng, ngài nói là hắn sao? Không phải mới là lạ, xưa này cậu công tác thì chịu khó ngước mắt lên mà nhìn trời, cũng đừng làm cho sự việc thành công nhiều hơn thất bại. Có câu cái miệng vạ cái thân. Anh Trịnh lại tiếp tục mắng bằng giọng không mấy dễ chịu, mà tên cảnh sát cũng cúi đầu xuống, tiếp nhận lời răn dạy. Tôn Khải đang ngồi trong phòng giam, khi Vương Tử Quân đi vào thì là lúc hắn nhắm mắt lại và nằm lên giường, hai hàng chân mày cau lại, vẻ mặt bực bội bất an. Vương Tử Quân lẳng lặng nhìn Tôn Khải, hắn biết rõ đối phương đang suy nghĩ điều gì, Tôn Khải hiểu rõ lực ảnh hưởng của Tôn Tiến Đông, tất nhiên lúc này không khỏi cảm thấy lo lắng. Tôn Khải. Vương Tử Quân dùng giọng trầm thấp lên tiếng. Tôn Khải đang trầm ngâm chợt ngẩng đầu lên thật mạnh, hắn thấy rõ người đến là Vương Tử Quân thì mới miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Cậu không phải đang bù đầu vì công tác kiến thiết con đường An Lộ ở huyện Lô Bắc sao? Thế nào lại chạy đến đây?
tôi chỉ có chút chuyện, cậu đừng lo, cậu tranh thủ lo cho công tác của mình đi. Vương Tử Quân nhìn nụ cười của Tôn Khải mà vung tay cho đối phương một đấm. Tôi biết rõ cậu không có chuyện gì, đây không phải là lần đầu tiên cậu bị bắt vào đồn công an, tôi đến cũng không phải an ủi cậu. Nhưng tôi muốn xem bộ dạng cậu bị giam là thế nào, à, tinh thần không tệ, xem ra đến nơi này cũng được ăn ngon. Vương Tử Quân nói rồi khẽ vẫy tay với Liêu An như đang đứng cúi đầu ở phía sau. Đưa thứ đó đến cho Tôn Khải, để cho cậu ấy bổ sung một chút. Liêu An như đi đến đưa túi nhựa cho Tôn Khải, bên trong có hai chiếc đũa, Tôn Khải cầm đũa quơ thức ăn trong hộp rồi nói. Tôi nhớ lần trước bị đưa đến đồn công an thì cùng có cậu ở bên cạnh, khi đó không phải là chúng ta còn chưa tốt nghiệp sao? Lúc đó học năm ba, chúng ta cùng nhau đối phó với vài tên côn đồ, không phải thay cha mẹ dạy bảo chúng nó một trận sao? Vương Tử Quân cười ha hả rồi nói tiếp. Lần đó chúng ta bị giam 3 ngày, ha ha ha. Xem ra tiểu tử cậu cũng có tâm tư ôn lại chuyện cũ. Vương Tử Quân cũng không nói thêm bất kỳ điều gì liên quan đến vấn đề này, hắn chỉ cùng Tôn Khải ôn lại những kỷ niệm vui vẻ thời còn đi học đại học, đến khi Tôn Khải cười cười ăn xong phần cơm, lúc này Vương Tử Quân mới cười hì hì đi ra khỏi phòng. Tử Quân, bố cũng không đến gặp tôi, cậu nên tranh thủ chạy về huyện Lô Bắc là vừa. Khoảnh khắc khi Vương Tử Quân ra khỏi phòng giam, Tôn Khải chợt hô lên một tiếng. Tôn Khải tất nhiên biết Vương Tử Quân đến đây làm gì, mà ý nghĩ của Tôn Khải thì Vương Tử Quân cũng hiểu rõ ràng, hắn nhìn thấy Tôn Khải dựng đầu lên nhìn, một cảm giác ấm áp chợt bùng lên trong lòng. Tôi sẽ quay về, nhưng nếu tiểu tử cậu mà không mời cơm tôi ở khách sạn Lâm Giang, tôi sẽ không đi. Vương Tử Quân nói rồi cũng không dừng lại, hắn đi nhanh ra bên ngoài. Liêu An như lẳng lặng nhìn tất cả tình huống phát sinh, nàng giống như hiểu được cái gì đó, lại giống như không hiểu. Khoảnh khắc khi Vương Tử Quân bước ra khỏi phòng thì nàng chợt cảm thấy hình bóng quen thuộc kia cực kỳ cao lớn. Khi Vương Tử Quân ra khỏi cổng đồn công an, máy nhắn tin của hắn chợt vang lên, hắn lấy ra thấy một dãy số điện thoại, sau đó cất bước đi vào trong xe Santana. Khách sạn Lâm Giang là một nơi xa hoa ở thành phố Giang Thị, nó vốn là nhà khách của tỉnh Chiết Giang, thế nhưng khi kinh tế phát triển, khoa sự vụ cơ quan của khối chính quyền tỉnh Chiết Giang cũng tách nhà khách và khách sạn Lâm Giang ra làm hai. Sau đó xây dựng lại khách sạn Lâm Giang. Nhưng dù nói tách ra nhưng vẫn do một người quản lý, bên trong ngoài việc lắp đặt thiết bị càng thêm xa hoa và cao cấp, thì căn bản không còn gì đặc thù. Vương Tử Quân xuống xe ở khách sạn Lâm Giang, sau đó hắn đi lên những bậc đá cẩm thạch đen để vào cổng. Vừa mới đi được một nửa thì chợt nói với Thái Thần Bân đang đi theo sau. Thần Bân, cậu cứ tùy ý ở đây, tôi đi gặp một người. Thái Thần Bân biết rõ Vương Tử Quân cũng không dễ dàng xử lý vụ việc lần này, hắn là một thủ hạ của Vương Tử Quân, những gì không nên hỏi thì không hỏi, không nên nói thì không nói, chính mình cũng không giúp được gì. Thế là hắn tranh thủ gật đầu, nói rằng Bí Thư Vương có gì xin cứ kêu gọi, sau đó vội vàng đi xuống. Trong những âm thanh hoan nghênh của đám nhân viên phục vụ, Vương Tử Quân bước vào trong khách sạn Lâm Giang xa hoa. Đứng bên cạnh cửa của khách sạn Lâm Giang là 4 nữ nhân viên phục vụ trẻ tuổi. Bên trong lại vang ra tiếng cười rộn rã, tất cả giống như truyền vào trong tai Vương Tử Quân. Xin hỏi anh là bạn của Tôn Công Tử sao? Một nhân viên phục vụ thấy Vương Tử Quân đi đến thì dùng giọng chú ý hỏi. Ừ. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, sau đó hắn tiện tay đẩy cánh cửa đóng chặt, những âm thanh sai bảo, cười nói, la hét ở bên trong đang dội ra ngoài. Trong phòng là 10 cặp nam nữ đang vui đùa ầm ĩ, ngồi ở vị trí chính giữa là một tên thanh niên hơn 20. Ăn mặc một bộ quần áo nghỉ ngơi, làm cho người ta sinh ra một cảm giác lười nhác, nhưng trên chân mày có một khối băng gạc lại nói lên tất cả. Tôn đại ca, chuyện này cũng không thể tính như vậy, theo em thấy thì chúng ta nên nghĩ biện pháp cho tiểu tử kia thành thật bóc lịch 2 năm thì hay. Đúng, không thể tính như vậy, bố của hắn không phải chỉ là một vị phó chủ tịch thành phố thôi sao? Bố tôi nói để điều tra xem bố của hắn có tham ô hủ bại không, còn bà nó, dám đánh đại ca của chúng ta. Như vậy dứt khoát cho hai cha con chúng cùng gặp nạn, cùng chịu khổ với nhau. Đúng, đề nghị này rất hay, anh tán dương. Khi những âm thanh kia vang lên liên tiếp thì Vương Tử Quân đột nhiên vào cửa cũng làm cho không ít người quay đầu xem xét. Tên thanh niên ngồi chính giữa thấy một người lạ tiến vào thì chợt mất hứng, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Tử Quân, sau đó lạnh giọng nói. Cút ra ngoài cho tao. Một tên thanh niên mập mạp ngồi cạnh Tôn Xương Hạo thấy anh Hạo lên tiếng thì cũng vỗ bàn dùng giọng hung hăng nói. Anh Hạo đã nói rồi, mày không nghe thấy sao?
Mau cút ra ngoài, nếu không ông cắt đứt chân chó của mày. Hai tên kia lên tiếng dẫn đầu, đám người khác lại càng nhao nhao lên, Vương Tử Quân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người ồn ào, sau đó ánh mắt rơi lên người một tên thanh niên ngồi cách Tôn Xương Hạo không xa. Vương Tử Hoa, cậu nói xem tôi có nên ra ngoài không? Vương Tử Hoa tuyệt đối không ngờ Vương Tử Quân có thể xuất hiện ở chỗ này, hắn trầm ngâm một lát rồi đứng lên nói khẽ bên tai của tên thanh niên ngồi vị trí chính giữa. Anh Hạo, đây là anh họ của tôi, là con của bái cả, tên là Vương Tử Quân. Anh họ Vương Tử Quân, năm chữ này do Vương Tử Hoa nói ra, đám người ngồi trong phòng đã biết lai lịch của Vương Tử Quân. Lúc này tên mập cũng thầm lầm bầm hai tiếng rồi ngậm miệng lại, nhưng ánh mắt lại rơi lên người Tôn Xương Hạo. Vương Tử Quân, ha ha ha, thì ra là cậu Tử Quân, đến đây, chúng ta dọn chỗ cho cậu Tử Quân, vừa vặn hai bên ngẫu nhiên gặp mặt, vậy thì mọi người cùng uống, tôi xin tự phạt ba ly. Ánh mắt Tôn Xương Hạo chợt xoay chuyển, sau đó hắn tùy tiện vung tay ra phía sau. Tên mập nghe thấy Tôn Xương Hạo phân phó thì nhanh chóng chạy đi, sau đó đưa đến một ly rượu cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn Tôn Xương Hạo, hắn trầm ngâm một lát rồi nói. Tôi không uống được rượu, chỉ có thể uống được hai ly, anh Xương Hạo, tôi đến lần này chủ yếu là nói về chuyện của Tôn Khải. Nói về chuyện của Tôn Khải. Tôn Xương Hạo vốn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Tử Quân, bây giờ chợt cầm một cái dĩa hất văng xuống đất. Cậu thì tính là cái gì? Sao? Cậu có tư cách gì mà muốn đàm phán với ông đây? Tôi biết rõ bố cậu là Vương Quang Vinh, là người hầu của Lâm Trạch Viễn, các anh em, tôi thật sự rất sợ hãi công tử của thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy. Vương Tử Quân không mở miệng, hắn chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tôn Xương Hạo, đúng lúc này một tràng cười lớn vang lên trong phòng. Một âm thanh sắc nhọn chợt vang lên, một cô gái với mái tóc màu đỏ là người mở miệng, nàng càng thét lớn không coi ai ra gì. Tôn thiếu gia, anh quá giỏi. Em con bà nó sắp sướng đến nơi rồi. Bầu không khí trong phòng thật sự điên cuồng như ma thần nhảy múa, mà Tôn Xương Hạo thì giống như rất hưởng thụ bầu không khí này. Hắn nâng ly rượu lên ngửa cổ uống cạn, những người khác cũng thoải mái hơn, càng cũng ly điên cuồng, những âm thanh uống uống vang lên liên tục. Tôn Xương Hạo liếc mắt nhìn Vương Tử Quân rồi nói. Vương Tử Quân, đây không phải chuyện của cậu, tôi cũng nể mặt cậu một chút, chỉ cần tên Tôn Khải chết tiệt kia đến đây quỳ dập đầu 10 cái với tôi. Sau đó cho tôi đập bình rượu lên đầu, chuyện này sẽ xong, ông cũng không để cho nó phải bóc lịch. Đại ca, cũng không tiện nghi cho con quỷ kia, dứt khoát kéo nó đến, chúng ta đồng loạt ra trận, thay nhau thi đấu, cho nó chết trong sung sướng. Tên thanh niên mập mạp không chờ Tôn Xương Hạo nói xong thì đã cười lớn dùng giọng dâm loạn nói. Đúng, nói rất đúng, không thể tha cho con kia, tôi còn muốn xem cô ta có phải là loại phóng đãng trên giường hay không. Đúng. Không thể buông tha cho nó, đúng là loại không biết xấu hổ, để cho nó biết anh em chúng ta uy phong thế nào, đảm bảo nó không nếm không biết, nếm thử rồi lại sinh ra cảm giác khó quên. Đám người cười ngả nghiêng, giống như đám ma thần đang nhảy múa cuồng loạn. Chương 249, một phóng ra trực diện. Vương Tử Hoa không mở miệng, nhưng vẻ mặt hắn rất lạnh, rõ ràng cũng không muốn vì Vương Tử Quân mà đắc tội với vị công tác con của chủ tịch tỉnh. Vương Tử Quân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua gương mặt đám người, hắn biết mình không nên đứng đây đàm phán làm gì nữa cho mệt, thế là hắn xoay người đi ra ngoài như sao băng. Vương Tử Quân, sao lại biến thành như vậy, không nói được câu nào sao? Tôi nói cho cậu biết, làm người cũng không nên nhảy vào lò lửa, tiểu tử cậu cũng nên thức thời. Tên mập lớn tiếng cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân không nhận ra tên mập này. Nhưng giọng điệu không chút che đậy và cực kỳ hôi thối của đối phương làm cho hắn sinh ra phản cảm, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương, sau đó ánh mắt rơi lên người Tôn Xương Hạo. Nếu anh đã không có thành ý, vậy thì chúng ta đọ sức một lần. Vương Tử Quân nói rồi đi ra khỏi phòng, tình huống giống như ma thần cuồng hoan lúc vừa rồi giống như đã đóng băng, cả gian phòng không còn vang lên bất kỳ âm thanh nào khác. Chúng ta đọ sức. Một câu cứng không ăn mềm không ăn như vậy rõ ràng là một lá thư khiêu chiến đập lên mặt Tôn Xương Hạo. Sau khi bố của Tôn Xương Hạo lên làm chủ tịch tỉnh, hắn luôn tung hoành ở tỉnh Chiết Giang, nào có ai dám nói với hắn như vậy. Mà đám thanh niên đi theo Tôn Xương Hạo cũng bị lời nói của Vương Tử Quân làm cho kinh sợ, bọn họ tuy sống rất phóng túng, giúp nhau đánh nhau ẩu đả, nhưng thật sự chưa từng gặp phải tình huống bị người ta khiêu chiến như vậy. Trong phòng chợt yên ắng. Khi hình bóng của Vương Tử Quân biến mất ngoài cửa thì Tôn Xương Hạo mới cười khan một tiếng, hắn dùng giọng khinh thường nói. Vương Tử Hoa,
anh họ của cậu xem ra cũng rất mạnh miệng, dám khiêu khích tôn nghiêm của anh, đầu óc nó có vấn đề gì không? Lúc này Vương Tử Hoa rất muốn thổ lộ một chút trước mặt Tôn Xương Hạo, thế nhưng hai môi mấp máy, trong đầu lại nhớ đến gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, thế là không nói được lời nào. Tôn Xương Hạo dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Tử Hoa, hắn trầm ngâm một lát rồi cũng không nói thêm điều gì, hắn chỉ đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó mới trầm giọng nói. Chỉ là một con cóc ghẻ, không cần quan tâm, chúng ta tiếp tục uống. Tuy bữa tiệc vẫn được tiến hành nhưng lúc này bầu không khí cũng không còn vui tươi như vừa rồi, tên mập muốn làm sống động bầu không khí, thế nhưng dù hắn có cố gắng thế nào thì cũng không thể vãn hồi được. Tút, tút, tút. Tiếng chuông điện thoại vang lên, tên mập cầm điện thoại lên xem, sau đó vẻ mặt trở nên khó coi. Nói cái gì, thả Tôn Khải rồi, con bà nó đúng là chó ăn cứt, nó đánh anh Xương Hạo như vậy mà bỏ qua sao? Tao cho mày biết. Nếu không làm tốt thì chức phó cục trưởng của mày chỉ là một lời nói của anh Hạo thôi. Tên mập lớn tiếng gào thét, âm thanh vang lên trong phòng cực kỳ chói tai, nhưng đầu dây bên kia chưa kịp lên tiếng thì tên mập bên này đã cúp máy. Tuy tên mập Lý Thịnh không nói thêm điều gì nhưng Tôn Xương Hạo và đám người nơi đây vẫn nghe thấy rõ ràng, Tôn Khải đã được thả ra, bọn họ vốn tưởng rằng cục công an sẽ giữ Tôn Khải lại một thời gian, nhưng không ngờ lại được thả ra như vậy. Anh Hạo, người này tìm người bảo lãnh. Thế cho nên được thả ra. Tên mập cúi đầu khẽ nói với Tôn Xương Hạo. Xoảng. Tôn Xương Hạo hất tay lên, cái chén trong tay rơi xuống đất, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tên mập, sau đó hung hăng nói. Tìm người bảo lãnh Hậu Thẩm thì thế nào? Hôm nay tao phải cho thằng Vương Tử Quân kia biết rõ, Tôn Đại Công Tử này cũng không phải là hồ đồ tạo ra danh tiếng, ai thả Tôn Khải, ông phải cho nó mất chức, dù sao ông cũng phải kéo đầu nó ra. Khi Tôn Xương Hạo nổi điên khó kiềm chế thì Vương Tử Quân đã ngồi ở đồn công an, hắn vỗ vỗ vai Tôn Khải từ bên trong đi ra, sau đó cười cười mà không nói gì. Tôn Xương Hạo sao lại đồng ý thả tôi? Tôn Khải nhìn Vương Tử Quân dùng giọng nghi hoặc nói. Hắn có đồng ý hay không thì thế nào? Vương Tử Quân cười nhạt nói một tiếng, gương mặt tràn đầy tự tin và vui vẻ. Tôn Khải quen biết với Vương Tử Quân nhiều năm, hắn nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của đối phương. Chợt cảm thấy ở trên một phương diện nào đó mình kém đối phương quá xa. Chỉ cần nhìn vào khí chất gặp chuyện lớn và cực kỳ bình tĩnh, lại khống chế thế cục một cách tuyệt hảo với cương nghị quyết đoán thì không phải là thứ mình có thể so sánh được. Phương diện này của Vương Tử Quân có thể so sánh với bố mình ngồi trong phòng làm việc chỉ điểm Giang Sơn, nhưng trong ký ức của Tôn Khải thì bố mình tuy là phó chủ tịch thường vụ thành phố nhưng chưa từng tự tin như vậy bao giờ. Như vậy Tôn Xương Hạo. Tôn Khải có chút lo lắng. Cậu không cần xen vào, mọi chuyện đã có tôi. Vương Tử Quân cười cười với Tôn Khải, sau đó hắn nói tiếp. Cũng không phải là chuyện gì lớn, cậu cứ về nghỉ ngơi trước, tất cả mọi chuyện sẽ nhanh chóng tan thành mây khói. Liêu An Như mãi không chịu rời khỏi đồn công an, nàng thấy người đàn ông xa lạ và quen thuộc kia thì chợt cảm thấy giống như trước mắt xuất hiện một ngọn núi. Khi Vương Tử Quân lên tiếng khuyên bảo thì Liêu An Như mới leo lên chiếc Santana. Còn Vương Tử Quân lại bắt một chiếc taxi chạy về phía phòng làm việc của Trương Tùng Niên. Thầy Tôn, có phải tôi đã từng gặp qua người kia rồi không? Liêu An Như và Tôn Khải ngồi vào trong xe, sau đó nàng chợt lên tiếng. Làm sao cô lại hỏi như vậy? Cô đến trường này học là do cậu ấy sắp xếp. Tôn Khải đang đầy tâm sự trong đầu, hắn chỉ thuận miệng trả lời. Hắn vừa nói ra khỏi miệng thì chợt hối hận, lại nghĩ đến chuyện của Vương Tử Quân. Tôn Khải há miệng định giải thích, nhưng nhìn vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ của cô gái trước mặt, hắn lại trở nên trầm mặc. Trong phòng làm việc của Trương Tùng Niên, Vương Tử Quân khẽ phủi phủi bụi trên áo, hắn lẳng lặng nhìn Trương Tùng Niên, mà vẻ mặt Trương Tùng Niên lại cực kỳ ngưng trọng. Chú Trương, chú đã giúp cháu, chuyện này Tôn Xương Hạo sẽ không bao giờ từ bỏ, dù sao thì đều đã là trở mặt, không bằng ra tay trước chiếm thế chủ động. Vương Tử Quân híp mắt lại, bên trong ẩn giấu rất nhiều nội dung. Hắn há miệng hút vào một hơi thuốc thật sâu. Nếu như nói không có chút cố kỵ nào với Tôn Xương Hạo, như vậy rõ ràng là Trương Tùng Niên đang tự lừa mình dối người. Hắn nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Vương Tử Quân, trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ, hắn thở dài nói. Tử Quân, đối phó với Tôn Xương Hạo có phải quá mạo hiểm rồi không? À, chú Trương, có một số việc chú không làm thì hắn cũng sẽ đến tận đây, đối đãi với loại người như Tôn Xương Hạo thì cần phải có căn cứ chính xác. Sau đó cho đối phương biết tay. Chú không nên có lòng lương thiện, nếu chúng ta mềm lòng, thật ra đó chính là mầm tai vạ,
biết đâu mầm tai vạ đó đến một ngày sẽ nảy ầm, sẽ chạy đến hại người. Không phải là bạn thì sẽ là kẻ địch, dứt khoát ra tay với hắn, nếu không dù là đối với cháu hay với chú cũng là hậu hoạn vô cùng. Vương Tử Quân lên tiếng, trên mặt là vẻ lạnh lùng, hắn liên tục bóp hai tay phát ra những âm thanh răng rắc, lại dùng giọng chém đinh chặt sắt nói. Chú Trương, chú đã được bổ nhiệm làm cục trưởng cục công an được nửa năm, nhưng vì sao chức vụ phó bí thư ủy ban tư pháp còn chưa được bổ sung? Chỉ sợ cũng không phải vì chú không đủ năng lực. Chương 249, 2, phóng ra trực diện. Trương Tùng Niên vẫn có chút không yên, hắn thả Tôn Khải, cùng lắm chỉ là gánh chịu chút trách nhiệm, nhưng nếu muốn động vào Tôn Xương Hạo, như vậy hầu như là động vào một thanh kiếm hai lưỡi, một là có thể đánh ngã đối phương, hai là làm chính mình trọng thương. Chuông điện thoại chói tai vang lên trong phòng làm việc của Trương Tùng Niên, lúc này hắn tiếp nhận điện thoại, vẻ mặt trở nên cực kỳ khó nhìn. Bí thư Ủy ban Tư pháp thành phố Giang Thị gọi điện thoại đến, tiến hành phê bình nghiêm khắc hành vi thả người của hắn, cũng yêu cầu ngày mai hắn đến Ủy ban Kỷ luật thành phố nói rõ tình huống. Tuy Trương Tùng Niên đã nghĩ đến nhiều tình huống sau khi mình thả Tôn Khải, nhưng Trương Tùng Niên vẫn không ngờ sự việc lại khó giải quyết như vậy, đối phương phản ứng nhanh như vậy. Lúc này đã có một tảng lưới vô hình đang bủa vây về phía hắn. Chú Trương, chúng ta cũng không phải chiến đấu hăng hái một mình, chỉ cần chúng ta có thể ra trận, như vậy sẽ có người làm chỗ dựa cho chúng ta. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt thần hồn bất định của Trương Tùng Niên, vẻ mặt đối phương biến đổi quá rõ rệt, hắn dùng giọng nhàn nhạt nói. Được, lên chiều cũng chết không lên cũng chết, cứ quyết định như vậy. Trương Tùng Niên trầm ngâm một lát, sau đó rụi tàn thuốc. Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Trương Tùng Niên, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tôn Xương Hạo đã tạo nên một ấn tượng rất sâu trong đầu hắn vào kiếp trước, chính là vì sự kiện của Tôn Xương Hạo bùng ra thì Chủ tịch Tôn mới xuống đài, nhưng lúc đó người giúp đỡ chuyện này chính là Bí thư Tàng Thư Vi Trác Trường Vĩ, mà thời gian xảy ra sự kiện là 2 năm sau. Nhưng bây giờ dù là vì Tôn Khải hay là vì thứ gì khác thì mình cũng nhất định hành động thật sớm, thuyết phục Trương Tùng Niên chỉ là bước đầu tiên của hắn. Khi đi tìm Tôn Xương Hạo để đàm phán thì Vương Tử Quân không nghĩ đến những vấn đề này, nhưng thế cờ bây giờ quá nguy hiểm, hắn đã chuẩn bị sẵn kế dự bị, không ngờ Tôn Xương Hạo lại không chịu đàm phán, bây giờ đã xé toang mặt nhau, cũng chỉ có thể vung tay một lần mà thôi. Trong khu nhà dành cho lãnh đạo tỉnh ủy, Vương Tử Quân lại đi vào bên trong dưới ánh mắt chăm chú của đám nhân viên cảnh sát quân sự. Lúc này hắn đi vào nơi đây, là một khu vực thần bí nhất của tỉnh Chiết Giang. Trong những ngôi nhà ở khu vực này có nhà của bạn bè, thân nhân, còn có cả kẻ địch. Trên đường đến đây thì Vương Tử Quân đã thầm suy nghĩ nhiều khả năng, khơi mào trận chiến này sẽ làm cho cả tỉnh Chiết Giang rung động, hắn nghĩ vậy mà cảm thấy máu huyết toàn thân chợt sôi trào, nhưng sự việc rơi xuống đầu thì hắn lại bình tĩnh một cách cực kỳ thần kỳ. Vương Tử Quân bình tĩnh giống như thờ ơ đối với một trận động đất mạnh sắp xảy ra ở tỉnh Chiết Giang, giống như đó là tâm tính bao quát tất cả của hắn vào lúc này. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ mình là người trời sinh ra để nắm quyền. Căn nhà vẫn như trước, nhưng lúc này sân nhà đã biến thành một nông trường, có một ông lão cường tráng đang vung vẩy cuốc, mồ hôi đầm đìa, một mảnh đất đã được vỡ hơn phân nửa. Phía sau ông lão không xa chính là một ly trà rất lớn, nghi ngút khói. Ông nội, sao ngài lại cuốc nhiều như vậy? Để cháu đến phụ với. Vương Tử Quân vừa nói vừa đi về phía ông lão phía trước. Vương lão gia tử nghiêng đầu nhìn và phát hiện ra Vương Tử Quân, thế là ném cây cuốc cho Vương Tử Quân, chính mình thì nâng ly trà lên uống từng ngụm, trong miệng vang lên giọng nói vui sướng hài lòng. Chờ khi làm đất xong, ông sẽ gieo hạt, chăm sóc xanh tươi, sau này cũng không cần ra phố mua thức ăn, có món rau xanh tinh khiết trong nhà rồi. Từ sau khi Vương lão gia tử về hưu thì tất cả tinh lực đều đặt lên mảnh đất trồng rau này, dựa theo tính tình của lão thì làm việc gì cũng thực chất và chân thành, đều phải làm sao cho tốt. Làm sao cho ra hồn, biến mảnh đất trồng rau giống như một chiến trường chỉ điểm giang sơn bừng bừng sức sống. Nhìn bộ dạng chân thật của ông nội mà Vương Tử Quân không khỏi cảm thấy nóng lòng lên, chỉ sau nháy mắt hắn chợt cảm thấy mình và ông nội có thứ gì đó được kéo đến gần bên nhau. Kiếp trước Vương Tử Quân vì cưới Liêu An như thế nên trong nhà cũng có 2 mẫu ruộng, vì thế việc nhà nông cũng không có gì là xa lạ, tuy đã nửa năm rồi chưa từng làm việc nông, thế nhưng dùng cuốc vẫn rất có thành thạo, coi như quen việc dễ làm. Khi tiểu tử cậu làm bí thư đảng ủy xã, có người nói với tôi là cậu công tác rất tốt, tôi còn cảm thấy bọn họ đang nói làm cho tôi vui, trong lòng nửa tin nửa ngờ. Hôm nay nhìn bộ dạng xới đất của cậu, tôi cảm thấy người ta nói không sai, có thể dùng thành thạo dụng cụ nhà nông đến mức như vậy,
nói rõ cậu cũng là người biết xâm nhập cơ sở, không phải loại người lơ là chuồn chuồn lướt nước. Công tác cơ sở phải là như vậy, phải bổ nhào xuống, vứt bỏ cái giá của mình ra, cam tâm làm học sinh tiểu học, cam tâm làm dân chúng, chính thức xâm nhập vào quần chúng, như vậy mới thật sự có cái tâm. Vương Tử Quân nghe những lời khích lệ của ông nội mà cảm thấy thật sự xấu hổ, chính mình biết làm vườn cũng vì kinh nghiệm kiếp trước, không ngờ là chó ngáp phải ruồi, bị ông cụ cho rằng đó là hành vi mình xuống xâm nhập quần chúng. Mà hắn cũng thẹn thùng gãi đầu đối với những lời khích lệ của ông cụ, sau đó tiếp tục làm việc. Nghe nói gần đây cậu công tác ở huyện Lô Bắc rất không tồi, đã ép được khá nhiều người đi xuống. Vương lão gia tử đặt ly trà xuống, sau đó đi đến trước mặt Vương Tử Quân, vừa nhìn hắn quốc đất vừa nói. Vương Tử Quân khẽ gãi gãi đầu, hắn vẫn không nói lời nào, Vương lão gia tử không nói thì hắn còn không nghĩ, bây giờ nói như vậy thì cẩn thận suy xét lại, thấy mình cũng thật sự đã làm cho khá nhiều người rơi đài. Tuy hắn cảm thấy ép những kẻ kia xuống đài không là gì sai, thế nhưng trong quan trường bộc lộ tài năng theo kiểu như vậy cũng chẳng phải là việc tốt. Cậu còn biết suy xét lại, như vậy nói rõ cậu cũng không phải loại hết thuốc chữa. Vương lão gia tử dù đang nói Vương Tử Quân nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy từ ái, rõ ràng là rất hài lòng với một Vương Tử Quân từ một nơi khác đến tạm giữ chức lại nhanh chóng tạo ra cục diện có lợi cho mình như vậy. Dù sao thì ông lão cũng là một cán bộ phát triển từ cơ sở lên cấp cao, cũng biết rõ muốn đứng vững bàn chân ở một nơi xa lạ là khó khăn cỡ nào. Vương Tử Quân có sự trợ giúp của gia tộc, nhưng đám địa đầu xà kia có ai không có chỗ dựa, không có người của mình. Vương lão gia tử nhìn Vương Tử Quân vẫn tiếp tục xới đất mà không nói lời nào, hắn tiếp tục lên tiếng. Vườn rau này là nơi ông rèn luyện gân cốt, với tốc độ này của cậu thì ngày mai tôi sẽ không có việc làm, cậu dừng lại đi. Ông nội, đã nhiều ngày cháu ở không, trên người có hơi ngứa, ngài nên để cháu làm đến cùng, dứt khoát làm cho xong một lượt, như vậy ngày mai ngài có thể gieo hạt được rồi. Vương Tử Quân chợt có một ý nghĩ, hắn mỉm cười nói. Chương 249, ba phóng ra trực diện. Ha ha ha, tiểu tử này đúng là, cũng biết mở miệng nói những lời dễ nghe. Vương lão gia tử vừa cười vừa ngồi xổm xuống sờ xuống đất rồi nói. Tiểu tử cậu không ở huyện Lô Bắc để chuẩn bị cho hội nghị khối tư pháp toàn tỉnh, nghĩ thế nào lại chạy đến đây rồi. Vương lão gia tử nói làm cho Vương Tử Quân cảm thấy có chút xấu hổ, vừa rồi còn suy xét vì mình đã ép ngã không ít người, bây giờ chính mình lại khơi mào cuộc chiến khủng bố lần này, nhưng dù thế nào cũng phải có được sự giúp đỡ từ ông cụ mới xong được. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình, Vương lão gia tử vốn đang bóp đất, lão chợt dừng tay. Hai con người nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, nhưng một áp lực vô hình lại bùng ra từ trên người như thác lũ. Cậu xác định lần này phải thật sự ra tay. Vương lão gia tử trầm mặc một phút đồng hồ, sau đó mới khẽ nói. Đúng vậy, ông nội, cháu không muốn có một con độc xà luôn đi theo sau lưng, luôn tìm cách để cắn một nhát chết tươi. Hơn nữa nếu sự việc đã diễn tiến như vậy, bên kia sẽ tuyệt đối không bao giờ bỏ qua. Vương Tử Quân lên tiếng. Vẻ không yên vừa rồi đã biết mất sạch sẽ, hắn nhìn thẳng vào hai mắt của ông nội. Cháu biết, có vài một biện pháp tốt, cháu cũng không muốn đắc tội với người, nhưng có người không chịu hòa giải, như vậy không bằng vung tay đánh bại đối phương. Cháu tin Bí Thư Lâm chắc chắn cũng chuẩn bị rất nhiều về vấn đề này rồi. Vẻ mặt Vương lão gia tử vẫn không có nụ cười, trong lòng lão đang suy tư về lời nói của Vương Tử Quân, một lúc lâu sau mới nói. Tin tức của cháu có thể xác định sao? Có thể. Vương Tử Quân nghĩ đến những ký ức vào kiếp trước, hắn dùng giọng chém đinh chặt sắt nói. À, cháu tính toán ra tay từ điểm nào? Vương lão gia tử căn bản không cho Vương Tử Quân cơ hội thở dốc, lão từng bước ép sát. Từ điểm nhỏ nhất, Vương Tử Quân cuốc lên một khối đất, sau đó hắn tiếp tục nói. Ông nội không phải nói nếu muốn làm nên một mảnh vườn thì phải cuốc từng nhát đất sao? Tôi biết rồi. Nhưng chuyện này cháu tốt nhất nên liên hệ với đồng chí Trạch Viễn, chăm chú nghe ý kiến của cậu ấy. Vương lão gia tử nói xong thì cướp cây cuốc trong tay của Vương Tử Quân. Liên hệ với Lâm Trạch Viễn, ông nội muốn mình liên hệ với bí thư tỉnh ủy. Đây không phải là đại biểu cho Vương gia để đàm phán với Lâm Trạch Viễn sao? Trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ này, hắn cố gắng cưỡng chế hưng phấn trong lòng. Hay để cho bố cháu đến bàn với bí thư Lâm? Bố của cậu không có đủ khí phách này. Vương lão gia tử vung vẫy cây cuốc rồi nói. Nếu bố cậu có một nửa khí phách của cậu, bây giờ nó cũng không phải chỉ là một vị phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy. Vương Tử Quân rất hiểu về bố mình,
nhưng nghe ông nội nói về con trai như vậy mà trong lòng cũng có chút mới lạ, nhưng hắn cũng không dám nói ra ý nghĩ của mình. Sau khi nói thêm với ông nội hai ba câu, Vương Tử Quân đi về phía nhà của Lâm Trạch Viễn cách đó không xa. Dưới ánh nắng chiều, Vương Tử Quân chậm rãi đi về phía trước, toàn thân hắn được ánh nắng chiếu lên vàng rực. Tiểu tử hồ đồ này đúng là có tư chất phát triển trong tương lai. Vương lão gia tử chợt dừng tay, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lúc này khoảng sân rộng trong nhà Lâm Trạch Viễn đã được tô điểm bằng nhiều loại hoa nở rộ, đối với một bí thư tỉnh ủy có con gái thích hoa, rõ ràng nhân viên của khoa quản lý sự vụ cơ quan cũng rất thức thời nắm bắt sở thích này. Vương Tử Quân nhìn những làn gió nhẹ đang khẽ lay động những bông hoa tươi thắm, hắn chợt nghĩ đến tình cảnh lần đầu tiên mình đến đây, hắn khẽ nhấn chuông cửa, chờ người bên trong đáp lại. Bí thư Lâm chưa về. Một âm thanh mất hứng từ bên trong truyền ra, ngay sau đó Lâm Dĩnh Nhi mặc một bộ quần áo nghỉ ngơi ở nhà đi ra ngoài, hai môi vểnh lên, bộ dạng rất mất hứng. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn bộ dạng đáng yêu của tiểu nha đầu Lâm Dĩnh Nhi, hắn cười ha hả nói. Là ai làm cho Lâm đại tiểu thư mất hứng? Nói cho tôi biết, tôi sẽ thu thập hắn ngay. Lâm Dĩnh Nhi thấy Vương Tử Quân thì tròng mắt trong suốt chợt bùng lên vẻ mừng rỡ, nàng nhanh chóng lao ra ngoài sân, nhưng sau nháy mắt lại giống như chợt nhớ ra điều gì đó, nàng lại chạy vào trong. Anh Tử Quân, chờ em một lát. Âm thanh mềm mại của Lâm Dĩnh Nhi từ trong nhà truyền ra. Tiểu nha đầu kia làm trò quỷ gì vậy? Trong lòng Vương Tử Quân chợt bừng lên ý nghĩ này, sau đó hắn khẽ chấn động, Lâm Dĩnh Nhi rốt cuộc là muốn làm trò gì? Hắn hình như có hơi hiểu ra, nhưng chút cảm giác hiểu biết này lại làm cho hắn cảm thấy không yên lòng. Khi Vương Tử Quân đang đứng đợi trước cổng thì có tiếng xe hơi từ đằng xa truyền đến, Vương Tử Quân chưa phát hiện ra, sau đó hắn nghiêng đầu, chợt thấy một chiếc xe Audi màu đen từ xa chạy đến. Bảng số xe đều là số 0, Vương Tử Quân nhìn chiếc xe Audi trước mặt, vẻ mặt chợt trở nên ngưng trọng, hắn không phải chưa từng được nghe nói về chiếc Audi kia, hắn biết rõ chủ nhân của chiếc xe này là ai. Nhưng điều làm cho Vương Tử Quân thêm suy nghĩ nhiều chính là bảng số của chiếc xe kia, có một quy củ bất thành văn dành cho các lãnh đạo, đó là xe của các lãnh đạo tuy không có văn bản quy định rõ ràng, nhưng biển số là thứ không thể dùng bậy. Làm chủ tịch tỉnh thì Tôn Tiến Đông chạy chiếc xe mang biển số 2, nhưng từ sau khi Lâm Trạch Viễn hàng không xuống làm trưởng ban tỉnh ủy và trực tiếp đi chiếc xe số 1 của tỉnh ủy, Tôn Tiến Đông lại đổi xe của mình, chiếc xe số 2 vẫn là của hắn, thế nhưng hắn lại tìm một chiếc xe mới, biển số toàn là số 0. Chỉ cần nhìn vào biển số xe thì giống như không thấy có ý nghĩa gì, nhưng tất nhiên nó cũng không khỏi làm cho người ta sinh ra những ý nghĩ miên man, Vương Tử Quân dù sao cũng có không ít lần nghĩ về ý nghĩa của nó. Là một người cường thế, đây chính là lời đánh giá của không ít người với Tôn Tiến Đông, Vương Tử Quân thầm nghĩ đây chính là vị chủ tịch tỉnh mà mình chỉ thường thấy trên TV, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ mới. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì xe của Lâm Trạch Viễn đã chạy đến, mà Lâm Trạch Viễn ngồi trên xe cũng thấy mặt Vương Tử Quân, lúc này tâm tình của lão không quá tốt, nhưng trên mặt lão vẫn treo nụ cười nhạt. Bí thư Vương, sao lại có thời gian đến đây thăm tôi? Lâm Trạch Viễn thấy Vương Tử Quân thì vẫn tiếp tục gọi đối phương theo cách mình thường dùng, ba chữ Bí thư Vương được Bí thư tỉnh ủy nói ra, điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy có chút thân thiết. Chương 250, một sắp xếp chờ mưa gió đến. Khi Vương Tử Quân định lên tiếng thì Lâm Dĩnh Nhi mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt chạy từ trong nhà ra ngoài, nàng hưng phấn chạy đến, vừa chạy vừa dùng giọng không kịp thở giải thích. Vừa rồi nấu nước, em quên tắt. Vương Tử Quân thấy Lâm Dĩnh Nhi bày ra lý do như vậy thì không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhưng khi nhìn nụ cười ẩn giấu của Lâm Trạch Viễn, hắn vẫn cố gắng thu lại nụ cười của mình, hắn nghiêm trang gật đầu nói. Vấn đề an toàn là trên hết, an toàn là đệ nhất. Lâm Trạch Viễn tuy có thể nghe rõ lời nói dối của Lâm Dĩnh Nhi, trong lòng thầm nghĩ máu nước nóng trong nhà nào cần phải tắt đi. Lão thấy con gái mình giải thích mà bộ dạng có chút ngốc nghếch, vẻ mặt có hơi đỏ hồng, hơi xấu hổ và thẹn thùng. Lão là một bí thư tỉnh ủy, mỗi ngày đều duyệt qua vô số hạng người, nào không phải là hạng cao nhân. Chỉ cần nhìn bộ dạng con mình đỏ mặt chạy ra, liếc mắt nhìn đã thấy một bộ dạng thật sự chính mình còn chưa từng được gặp trong quá khứ, thế là trong lòng đã hiểu có chuyện gì xảy ra. Thật ra ấn tượng của Lâm Trạch Viễn về Vương Tử Quân là rất tốt, đứa bé này xuất thân danh môn, trên người lại không có bất kỳ khí tức gì của đám công tử ăn chơi trác táng, luôn giữ khuôn phép, lại cắm rễ phát triển ở cơ sở, hơn nữa gia đình còn có bối cảnh cực cao, lão thấy rõ tất cả.
Đối phương không quá dựa dẫm vào bối cảnh đã có thể phát triển một cách sinh động như vậy, nếu như cho hắn một khoảng không rộng lớn, lại giúp đỡ một tay, như vậy đứa nhỏ này chẳng phải như rồng bay lên 9 tầng trời sao. Lão thầm nghĩ như vậy, khi nhìn mặt Vương Tử Quân thì trong lòng có thêm vài phần tán thành. Con gái Lâm Dĩnh Nhi chính là khối thịt mềm nhất trong lòng Lâm Trạch Viễn, các vị đồng sự và chiến hữu của lão đều biết rõ điều này. Có một lần Lâm Dĩnh Nhi phát sốt, mở miệng nói lời mê sảng, nói mớ muốn bố làm cá tương hương cho mình ăn. Thế là Lâm Trạch Viễn chạy từ đơn vị về nóng lòng như lửa đốt, lão tắt điện thoại, ở cùng với con gái một ngày. Đối với một vị bí thư tỉnh ủy mà ngày thường luôn xem công tác là đệ nhất thì đây đúng là một việc chưa từng có. Sau này Lâm Trạch Viễn nói thẳng với con gái. Dĩnh Nhi, con là cây trụ tinh thần của bố, là điểm yếu của bố, con cũng đừng hại bố nhé. Lâm Dĩnh Nhi không biết điểm yếu là gì, sau này nàng xem phim kiếm hiệp mới biết người ta luyện võ đến tầng cao nhất thì toàn thân cứng rắn như sắt, cực kỳ khủng bố. Thế nhưng trên người những cao thủ như vậy cũng có một điểm cực kỳ yếu, là bộ vị có sức chống đỡ kém nhất, đây chính là điểm yếu. Nàng hiểu được câu nói của bố mình có nghĩa là gì, thế là không khỏi nở nụ cười đắc ý. Nhưng sau này nàng càng khôn khéo hiểu chuyện, học tập tốt, học xong phổ thông thì thi vào đại học chính quy, hơn nữa thành tích là cực tốt, mỗi lần về trường, dù Lâm Trạch Viễn có cho nàng đi nhờ xe, nàng vẫn kiên trì với chiếc xe đạp của mình, nàng không muốn làm ảnh hưởng đến bố mình. Không biết từ lúc nào, Lâm Trạch Viễn phát hiện con gái mình bắt đầu tỏ ra vui vẻ hưng phấn khi gặp mặt tiểu tử Vương Tử Quân, cuối cùng lão cũng sinh ra cảm giác bất an. Với một người đầy kinh nghiệm cuộc đời và quan trường như lão, tất nhiên lão có thể đoán được con gái mình đang thích tiểu tử kia. Nhưng khi nghĩ đến chuyện hôn sự đã được đàm phán thành công giữa Vương gia và Mạc gia thì Lâm Trạch Viễn lại mơ hồ cảm thấy trong lòng có hơi đau, con gái mình từ nhỏ nếu gặp chuyện đau lòng sẽ chui vào một góc co rút người lại, sẽ yên lặng chảy nước mắt như một chú mèo nhỏ bất lực. Lão nghĩ đến tương lai một ngày nào đó Vương Tử Quân sẽ thành thân với con gái của Mạc gia, lão nghĩ điều đó sẽ gây nên thương tổn rất lớn cho Dĩnh Nhi của mình. Thế là lão không khỏi hất tay lên giống như muốn chụp lấy thứ gì đó bóp lại thật chặt. Trái tim lại chợt co thắt rất mạnh, giống như dù là chính mình bị đau cũng không muốn con gái bị tổn thương. Tiểu Vương, cậu đến tìm tôi có việc gì? Lâm Trạch Viễn kéo Vương Tử Quân vào trong phòng rồi mỉm cười hỏi. Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm, hắn nhìn bộ dạng tùy ý của Lâm Trạch Viễn, hắn trầm ngâm một lát rồi nói. Bác Lâm, cháu bị người ta ức hiếp, cần bác đến làm chủ. Lâm Trạch Viễn thấy Vương Tử Quân nói rất nghiêm trang, thế cho nên chút cảm giác bức bối vì chuyện con gái sẽ đau lòng chợt tan biến sạch sẽ. Con gái mình thích ánh mắt thanh tỉnh của tiểu tử kia, cá tính thẳng thắn cũng không phải là lỗi của lão cũng không vì con gái mình thích tiểu vương mà vung tay ném lưới nhốt lại được. Lão nghĩ như vậy mà trong lòng cũng bình thường trở lại, biết đâu sau này Vương Tử Quân lấy vợ sinh con, như vậy con gái sẽ tốt hơn. Bị người ta ức hiếp sao? Bí thư Tiểu Vương cậu không phải làm việc rất tốt sao, thế nào lại có người ức hiếp cậu? Hùng Trạch Luân ức hiếp cậu sao? Nếu như vậy, tôi sẽ cho anh ta biết tay. Lâm Trạch Viễn cười cười nhìn Vương Tử Quân, sau đó lão cười ha hả dùng giọng trêu chọc nói. Cho Hùng Trạch Luân biết tay, đúng là chỉ có bí thư tỉnh ủy mới nói ra được những lời như vậy. Vương Tử Quân nhìn người đàn ông ngồi giống như một ngọn núi trước mặt mình, trong lòng thầm sinh ra một cảm giác kính sợ. Lâm Trạch Viễn tuy nói cười với vẻ mặt làm cho người ta sinh ra cảm giác như tắm gió xuân, thế nhưng sau khi gió xuân thổi qua thì ngọn núi lớn vẫn bất động và uy nghiêm. Bí thư Lâm, những lời này của ngài cũng không nên cho bí thư Hùng nghe được, nếu anh ấy nghe thấy vậy thì sẽ đêm ngày ngủ không yên. Người ức hiếp cháu không phải ở thành phố Hồng Ngọc, mà chính là người ở thành phố Giang Thị. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt không chút biến đổi của Lâm Trạch Viễn, chút lo lắng trong lòng càng tăng tiến. Người này có một đống rác thải tuồn ra bên cạnh, lại ỷ mình có một ông bố hùng mạnh mà đi gây rối khắp nơi, chưa nói đến những thứ khác, hắn đi buôn lậu các loại siêu xe, trò này cũng đủ để cho hắn vào tù bóc lịch, đừng nói đến những thứ khác. Vương Tử Quân nói xong thì bắt đầu uống trà, vẻ mặt bí thư Lâm Trạch Viễn vẫn không biến đổi, nhưng hai mắt sáng ngời lại lóe ra luồng sáng nhàn nhạt. Cậu chuẩn bị đấu với hắn một trận. Vẻ mặt Lâm Trạch Viễn chợt khôi phục lại bình tĩnh trong nháy mắt. Lão đặt ly trà xuống và khẽ hỏi. Dù thế nào cũng phải cho hắn biết tay, nếu không hắn sẽ cho rằng Vương Đại Bí Thư là người dễ ức hiếp, lúc này cháu muốn cắt đứt chân chó của hắn, cũng không biết một con chó không có chân còn chạy được nữa không. Vương Tử Quân nói rất hời hợt, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Trạch Viễn, coi như nói một câu chuyện đáng cười cho Bí Thư Lâm.
Nhưng vấn đề là trong lời nói của Vương Tử Quân có ẩn giấu nhiều nội dung, Lâm Trạch Viễn hiểu, hơn nữa cực kỳ hiểu rõ. Lão dùng ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt trẻ tuổi của Vương Tử Quân, trong lòng không khỏi sinh ra chút cảm khái. Lần đầu tiên gặp mặt thì Vương Tử Quân đã làm mình sinh ra cảm giác vui vẻ, cũng không biết một người như Vương Quang Vinh thế nào lại sinh ra một đứa con trai tốt như vậy. À, chó đã không còn chân thì tất nhiên sẽ không chạy được, hơn nữa đôi khi chặt đứt chân chó còn kéo cả trụ của nó nhảy vào. Âm thanh của Lâm Trạch Viễn không quá lớn nhưng lời nói lại đi theo đường mê cung, nhưng ý nghĩa thật sự của nó thì hai người đều hiểu. Nhưng chỉ sợ cậu không đánh gãy được chân chó, lại bị chó cắn vào người, vì thế sẽ thua thiệt lớn. Vương Tử Quân thấy Lâm Trạch Viễn nói một câu hai nghĩa thì cũng không khỏi nở nụ cười, hắn khẽ cười và dùng giọng tự tin nói. Điều này bí thư Lâm không cần quan tâm, tôi đã chuẩn bị xong đả cầu bổng, dùng nó đánh chó là cực kỳ thuận tay. Cốc, cốc, cốc. Khi hai người đang nói chuyện vui vẻ thì tiếng đập cửa khẽ vang lên, ngay sau đó thì cửa mở, Lâm Dĩnh Nhi thò đầu vào bên trong với nụ cười rạng rỡ. Hai vị đại bí thư đã quên dùng cơm, bố, không phải bố muốn ăn thịt chó đấy chứ, con chạy đến chú Đào mua một cái chân chó về hầm cách thủy, nhưng cũng không dễ ăn đâu. Vương Tử Quân và Lâm Trạch Viễn nghe được lời của Lâm Dĩnh Nhi thì không khỏi phá lên cười ha hả, điều này làm cho Lâm Dĩnh Nhi cảm thấy khó hiểu, nhưng hỏi vì sao thì hai người lại không trả lời. Trong nồi đất là những phần thịt kho thơm nước mũi, Lâm Trạch Viễn còn lấy ra một chai rượu Mao Đài được cất giấu lâu năm, dù là Lâm Dĩnh Nhi uống một ly thì gương mặt cũng đỏ bừng bừng. Nhưng hai người Lâm Trạch Viễn và Vương Tử Quân lại không tiếp tục nói về vấn đề đánh chó, giống như sự việc chưa từng phát sinh. Đêm tĩnh lặng không một tiếng động, Vương Tử Quân sau khi rời khỏi nhà của Lâm Trạch Viễn thì cũng không về nhà ông nội, hắn trực tiếp rời khỏi khu nhà dành cho thường ủy tỉnh ủy. Tuy Vương Tử Quân đã lệnh cho Thái Thần Bân đi nghỉ ngơi, thế nhưng xe của Thái Thần Bân vẫn dừng trước cổng khu nhà thường ủy tỉnh ủy để chờ hắn. Khi hắn thông qua đèn đường nhìn thấy Thái Thần Bân vẫn đợi trong xe, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác ấm áp. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị mở cửa xe, một luồng ánh sáng mạnh từ xa chiếu đến, dưới luồng sáng rực rỡ, một chiếc xe thể thao màu đen từ xa chạy đến với tốc độ như tên rời cung. Chương 252, sắp xếp chờ mưa gió đến. Chiếc xe phóng đến như bay và nhanh chóng đến trước mặt Vương Tử Quân, một tiếng thắng gấp vang lên chói tai, xe dừng lại ngay bên cạnh Vương Tử Quân. Ôi, đây không phải là bí thư Vương sao? Xe đẹp đấy. Cửa sổ xe khẽ hạ xuống, Tôn Xương Hạo lộ mặt ra, hắn dùng ánh mắt tràn đầy khiêu khích nhìn thoáng qua chiếc Santana của Vương Tử Quân rồi nói tiếp. Lần sau đi đường nên cẩn thận một chút, thành phố Giang Thị cũng không phải là một thành phố như Hồng Ngọc. Tôn Xương Hạo nói rồi lại khởi động xe thể thao, một luồng khói đen từ ống pô bùng ra, xe chạy đi như bay về phía trước, chỉ sau nháy mắt đã biến mất. Thái Thần Bân ngồi trong xe kéo cửa sổ xuống, trong tay không biết từ khi nào đã có thêm một cái khóa xe khá dài, Vương Tử Quân hiểu ý của đối phương, hắn phất tay với Thái Thần Bân. Đi thôi. Vương Tử Quân nhìn ánh trăng có vẻ hơi u ám, hắn có chút trầm ngâm, sau đó cầm lấy điện thoại, hắn muốn đích thân đi đến, nhưng lúc này hình như đã hơi muộn. Âm thanh hào sảng của Lý Thiên Phóng vang lên từ đầu dây bên kia. Tử Quân, tiểu tử cậu đã lâu không đến nhà tôi, có phải là không có chuyện thì chẳng nhớ đến chú không đấy? Cháu nào dám, không phải là chú Lý quá bận rộn huấn luyện sao, mới đầu năm mới đã ra ngoài dã ngoại huấn luyện, cháu đi chút Tết mà chỉ thấy được dì Phương và Hồng Giang. Nếu nói trong đám người quen biết Vương Tử Quân thích liên hệ với ai nhất thì đó chính là Lý Thiên Phóng, hắn rất thích tính cách của chú Lý. Không những vì hai nhà có sự thân cận tuyệt đối, hơn nữa người này rất hào sảng và thoải mái. Ha ha, nói vậy thôi, đó là một người làm chú như ta không đúng. Nhưng này Tử Quân, tôi phải tính sổ cậu mới được, tiểu tử cậu mượn tôi 20 ngàn, cậu phải trả lại cho tôi, tính lợi tức phải đúng đấy nhé, là 5%. Lý Thiên Phóng dù mở miệng là muốn đòi tiền nhưng Vương Tử Quân nghe vào và hiểu ngay, đó chính là đối phương không muốn chiếm tiện nghi của mình. Tên tuổi của siêu thị Quân Thành đã vang dội khắp tỉnh Chiết Giang, Lý Thiên Phóng tuy không tiếp xúc nhiều với địa phương, thế nhưng biết rõ mình chỉ bỏ ra 20 ngàn đã được 5% cổ phần, đó là nguồn tài phú lớn thế nào. Theo tính cách của hắn thì hắn cũng không muốn chiếm tiện nghi của Vương Tử Quân. Chú nói vậy cũng không được, chú Lý, cháu nói rõ cho chú biết, khi đó chú đầu tư thì 20 ngàn là con số lớn, chú cũng không nên muốn thêm lợi nhuận. Hơn nữa đây cũng không phải gọi là nhập cổ phần. Là Hồng Giang đầu tư, chú cứ nên để cho Hồng Giang đến tìm cháu thì hay hơn.
Vương Tử Quân nói rồi giọng điệu chợt biến đổi, hắn nhanh chóng bất mãn nói. Chú Lý, nếu chú còn nhắc đến chuyện này thì cháu sẽ giận. Lý Thiên Phóng cười ha hả hai tiếng, cũng không nói thêm điều gì nữa. Lúc này Phương Xuân Lan ngồi ở bên cạnh hắn cũng thầm cảm thấy vui mừng. Tất nhiên nàng sẽ không đồng ý chuyện chồng mình muốn đổi lại cổ phần để lấy 20 ngàn, dù nàng không biết bây giờ siêu thị Quân Thành phát triển mạnh đến mức nào, nhưng nghĩ đến 5% cổ phần thì cũng đủ cho đứa con Hồng Giang của mình không cần lo lắng gì cả, lại có thể nói là cơm no áo ấm cả đời. Người sống cả đời chẳng phải chỉ mong muốn con cái sống thoải mái sao? Ông lão nhà mình đúng là bướng bỉnh, không biết gì cả. Tiền này đến tay cũng không phải là cướp đoạt. Chính là đầu tư vào siêu thị Quân Thành vào lúc mới bắt đầu khai trương, dù là ai cũng không coi đó là một vấn đề, là phạm sai lầm. Đầu tư sẽ luôn có nguy hiểm, ai có thể đảm bảo sẽ có lợi nhuận. Sau khi Lý Thiên Phóng cúp điện thoại thì Phương Xuân Lan thuận tay đặt một quả táo đã gọt sẵn ở bên cạnh chồng, nàng khẽ nói. Nói đến Tử Quân thì thấy nó có bản lĩnh không nhỏ, lại là người nhân nghĩa, trước kia đứa bé này kéo chúng ta nhập cổ phần, em còn tưởng rằng cậu ấy đến vay tiền thật. Anh nói xem, cậu ấy sao lại nghĩ đến biện pháp vay tiền để cho mình nhập cổ phần. Bây giờ tất cả thành phố trong tỉnh Chiết Giang này, có nơi nào mà siêu thị Quân Thành không mọc lên như nấm. Lý Thiên Phóng khẽ gật đầu, nhưng hắn cũng không đặt sự việc lên trên vấn đề của siêu thị Quân Thành. Hắn nghĩ đến cuộc điện thoại của thủ trưởng vào hôm nay, lại nghĩ đến Vương Tử Quân, thế là không khỏi cầm một điếu thuốc lên châm lửa. Năm xưa thấy anh em Vương Quang Vinh không đi cùng đường. Lúc đó Lý Thiên Phóng còn cảm khái thủ trưởng sẽ không có người kế tục, bây giờ xem ra lời nói của mình là hơi sớm. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống, chiếc Santana cũng đưa Vương Tử Quân vào Đại học Giang Thị, sau khi sắp xếp khách sạn cho Thái Thần Bân, Vương Tử Quân bước nhanh về nhà mình. Vương Tử Quân rời khỏi nhà được hơn một tháng, bây giờ nghe được âm thanh quen thuộc của mẹ thì hắn có chút kích động. Triệu Tuyết Hoa thấy con trai quay lại thì càng vui vẻ, bà vừa hỏi han vừa nấu vài món ăn cho hắn. Vương Quang Vinh đang ngồi trên ghế salon uống trà, Vương Tử Quân ăn cơm xong thì Triệu Tuyết Hoa mới đi đến ghế ngồi xuống, bà đưa ánh mắt dò xét nhìn con trai. Vương Tử Quân đeo đôi dép lê đi đến ngồi xuống bên cạnh Vương Quang Vinh, sau đó cùng mẹ nói về những chuyện xảy ra trong nhà. Con về khi nào? Vương Quang Vinh nhìn bộ dạng phấn chấn tinh thần của Vương Quang Vinh, lão trầm giọng hỏi. Con về hôm nay, có vài việc cần làm. Vương Tử Quân cũng không giấu giếm. Hắn thuận miệng nói ra những việc mình cần xử lý ở thành phố Giang Thị. Kiếp sống phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy làm cho Vương Quang Vinh ngày càng thêm trầm ổn, nhưng lúc này nghe đứa con dùng giọng không quan tâm nói về những sự việc xảy ra hôm nay, trong lòng lão vẫn không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh, so chiêu với Tôn Xương Hạo, như vậy thì rõ ràng chờ đón cơn giận của Chủ tịch Tôn Tiến Đông, tuy lão rất tin tưởng vào chỗ dựa của mình là Vương lão gia tử, thế nhưng nghĩ đến tình huống Tôn Tiến Đông kinh doanh nhiều năm ở tỉnh Chiết Giang. Lão cũng cảm thấy bất an không yên. Chuyện này không có dư âm quay lại sao? Vương Quang Vinh trầm ngâm một lát rồi dùng giọng trầm thấp nói. Không bố ạ. Vương Tử Quân nhìn thẳng vào hai mắt Vương Quang Vinh, sau đó dùng giọng cực kỳ kiên định nói. Vương Quang Vinh khẽ gật đầu, lão nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói. Hôm nay tỉnh ủy đưa đến một phần văn kiện, nói là trong quá trình thay đổi chế độ xã hội ở nhà máy cơ khí có xuất hiện hiện tượng xói mòn tài sản quốc hữu. Nhà máy cơ khí, Vương Tử Quân chợt lóe lên một ý nghĩ. Chẳng lẽ người phụ trách thay đổi chế độ xã hội ở nhà máy cơ khí là Chủ tịch Tôn? Chủ tịch Tôn trong miệng Vương Tử Quân chính là bố của Tôn Khải, chính là Phó Chủ tịch Thường vụ Tôn Lương Thăng, bây giờ có người tố cáo xuất hiện tình xuống xói mòn tài sản quốc hữu trong quá trình thay đổi chế độ xã hội của công ty cơ khí, rõ ràng là muốn nhắm về phía Chủ tịch Tôn. Vương Tử Quân nghĩ đến những vấn đề trong công tác thay đổi chế độ xã hội một công ty, hắn chợt nhíu mày. Thay đổi chế độ của xí nghiệp chính là một nan đề khó khăn vào thời đại này, mà những lãnh đạo nhận công tác thay đổi chế độ xã hội của xí nghiệp cũng không khỏi phải có chút nhượng bộ. Những nhượng bộ này cũng có nhiều tình huống, cũng có thể hiểu được, nhưng nếu có người muốn nắm nó để bới lông tìm vết, sợ rằng sẽ bùng lên những con sóng không nhỏ. Bây giờ có người đứng ra tố cáo, như vậy có thể thấy bọn họ đang chĩa mũi dùi vào Tôn Lương Thăng. Người ta ra tay cũng không chậm. Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống Tôn Xương Hạo lớn tiếng khiêu khích, hắn chợt cười lớn. Nếu muốn thì phải nhìn vào kết quả, ai thua ai thắng phải xem vào thủ đoạn của mình. Tỉnh ủy có ý kiến gì? Vương Tử Quân tuy đã hiểu vấn đề nhưng vẫn nhịn không được phải hỏi Vương Quang Vinh. Săn trước ngừa sâu,
trị bệnh cứu người, đảm bảo tài sản quốc hữu không bị xâm phạm. Vương Quang Vinh nói bằng giọng rất khách khí và khách sáo, nhưng sau đó lại tiếp tục nói. Đây là chỉ thị mà Bí Thư Từ đã tự tay phê duyệt. Bí Thư Từ chính là Từ Song Lộ, Vương Tử Quân khi nghe thấy cái tên này thì hầu như cùng nghĩ đến cái tên của một người cùng ngã ngựa với Tôn Tiến Đông ở tỉnh Chiết Giang vào kiếp trước. Từ Song Lộ có thể nói là một đồng minh lớn của Tôn Tiến Đông, cũng chỉ vì có được sự ủng hộ của Từ Song Lộ mà Tôn Tiến Đông mới có thể đỗ trạng nguyên ở tỉnh Chiết Giang, cường thế vô cùng. Rõ ràng Từ Song Lộ phê chỉ thị như vậy sẽ làm bốc lên con sóng ngất trời ở nhà máy cơ khí. Hạch tâm của sóng gió chính là bố của Tôn Khải, là chủ tịch Tôn Lương Thăng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.